Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. chương 16 tự nhận lấy. Uy long nhận ra sự lo lắng và đau khổ trong ánh mắt của những cựu nam sinh. Họ không muốn nhìn thấy nữ thần của mình lại phải gặp nguy hiểm thế kia, khi cô ấy buộc phải gắn bó cuộc đời mình với một kẻ tồi tệ như Uy Long. Họ thực sự rất miễn cưỡng đồng ý với anh. Ngoài ra, cũng chưa chắc Cao Đông Minh đi gọi thêm người, đây chỉ là suy đoán. Sau đó, họ cũng không thuyết phục hai người rời đi khi hoàng minh lý đi ra từ phòng vệ sinh cô va phải một người phụ nữ mặc đồ rất khiêu gợi và có vẻ đang rất vội vã ở cửa trong lòng đang tức tối lại có sự hậu thuẫn của kẻ máu mặt như cao đông minh vì vậy cô ta không ngần ngại mà nổi giận với người phụ nữ kia chát hoàng minh lý tát vào mặt người phụ nữ kia và mắng dữ dội cô bị mù hả mắt ở sau gáy hay sao chát người phụ nữ kia cũng không phải dạng vừa ngay lập tức trả lại cho hoàng minh lý một cái tát dám đánh bà à không muốn sống nữa sao? Hoàng Minh Lý không ngờ người phụ nữ này lại dám chống trả, liền nổi giận đùng đùng, xông lên và vật lộn với cô ta. Hai người phụ nữ này quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu ai, họ đánh nhau rất quyết liệt. Cao Đông Minh vừa ra ngoài để gọi ai đó thì bất ngờ thấy Minh Lý và một phụ nữ khác đang vật lộn trên sàn, bèn vội vàng chạy tới giúp đỡ. Dám động tới người của tôi à? Cao Đông Minh đấm và đá vào người phụ nữ mấy cú liên tiếp với sự can thiệp của người đàn ông cơ bắp như Cao Đông Minh, người phụ nữ khiêu gợi kia không đủ sức chống trả lại, cô nhanh chóng trở nên yếu thế, bị đánh đập tới mũi xương vù, quần áo sộc sạch và mái tóc rồi bù lên. Đáng đời lắm con khốn, Hoàng Minh Lý, người chiến thắng, hả hê nói trong khi tát tới tấp vào mặt người phụ nữ. Chỉ đến khi khuôn mặt của cô gái kia đỏ bừng và sưng lên, Minh Lý mới chịu dừng lại và bỏ đi cùng với Cao Đông Minh. Sau khi hai người đó rời đi, cô gái vừa bị đánh bằng một thái độ lạnh lùng, rút ngay điện thoại di động ra và gọi một cuộc điện thoại. Khi Hoàng Minh Lý và Cao Đông Minh trở lại phòng tiệc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy. Bộ dạng nhếch nhác với đầu tóc rối bù của Minh Lý. Cô ta chỉ đi WC một lát thôi mà, sao lại thành ra bộ dạng đó. Con khốn chết tiệt đó dám đánh tôi, tôi thực sự hối hận vì lúc nãy đã không tát chết nó luôn đi. Minh Lý nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên của mọi người và chút ra vài lời một cách khó chịu audio điện tử võ tấn bền. Nghe cô ta nói điều này, những người khác cuối cùng cũng nhận ra rằng cô vừa mới đánh nhau với ai đó. Tất cả mọi người đều ngán ngẩm nhìn cô ta, không hiểu tại sao họ lại học cùng lớp với người đàn bà điên này. Đến cả khi đi vệ sinh mà cô ta cũng gây rối sinh chuyện để đánh nhau với người khác thì, thật đúng là hết thuốc chữa. Họ tự hỏi rốt cuộc cô ta đã học được gì trong 4 năm đại học. Nếu em vẫn còn sức, hãy đợi người của anh đến sau đó quay lại dạy dỗ cô ta cao đông minh nói nghe tên cao đông minh nói điều này các cựu sinh đều toát mồ hôi hóa ra cao hắn thực sự đã gọi người đến họ thực sự không biết anh ta làm vậy là để đối phó với uy long hay là để bắt nạt người phụ nữ nào đó được rồi đợi người của anh đến rồi quay lại cho cô ta một trận nữa hoàng minh lý nói như hét lên để thể hiện sức mạnh của mình trước các bạn cùng lớp nghe những lời nói xấu xa của cô ả à những người còn lại rất kinh sợ. Hoàng Minh Lý giờ đây đã thay đổi, cô ả à ngày càng lố bịch, độc ác, họ cảm thấy sẽ tốt nhất sau này không nên liên lạc với cô ta nữa. Một cô bạn không muốn phải nghe thêm những lời hạ tiện của Hoàng Minh Lý, cô đã thay đổi chủ đề và nói với Chu Nhược Mai, Nhược Mai, tớ nghe nói cậu sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 26 phải không? Đến lúc đó, tớ nhất định sẽ gửi lời chúc phúc cho cậu. Cậu đã không mời tụi này uống rượu mừng khi cậu kết hôn 3 năm trước, lần này không được quên chúng tôi nữa đâu một cựu nam sinh nói được rồi cảm ơn tất cả các bạn chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người khi chúng tôi đặt phòng khách sạn chu nhược mai đã ngầm quyết định rằng nếu uy long không thể lo liệu cho lễ cưới này cô sẽ tự bỏ tiền ra và mời những người bạn học này tới uống rượu trước giờ họ vẫn luôn đối xử rất tốt với cô ngoại trừ hoàng minh lý ôi chu nhược mai đừng vọng tưởng về điều đó nữa cô vẫn còn chưa biết chồng mình có thể sống đến ngày 26 hay không cơ mà. Minh Lý lạnh lùng nói. Nghe Hoàng Minh Lý nói điều này, tất cả các cựu sinh khác đều toát mồ hôi, Cao Đông Minh thực sự muốn giết chết Huy Long ư. Minh Lý, ý cô là gì? Cô nói vậy là sao? Tại sao Huy Long không thể sống đến ngày 26? Nguyễn Tú Hằng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không có gì, tôi chỉ lo là người kiêu ngạo và không biết an phận như anh ta sẽ khó tồn tại thôi. Sớm muộn, Chu Nhược Mai cũng sẽ trở thành quá phụ. Hoàng Minh Lý biết rằng người của Cao Đông Minh sắp tới đây, dĩ nhiên cô ta sẽ không nói điều đó, nếu không thì Uy Long và Chu Nhược Mai sẽ sợ hãi mà tìm cách bỏ chạy mất. Mặc dù Minh Lý đã nói như vậy, nhưng các cậu sinh đã thấy trước sự nghiêm trọng của vấn đề. Bữa tiệc hôm nay kết thúc tại đây và chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó nhé. Dương Tịnh Xuyên, lớp trường, nói một cách dứt khoát. Ngay khi Dương Tịnh Xuyên nói xong và chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên một nhóm người từ đâu hùng hổ đi vào đứng đầu là một người đàn ông với cái đầu cạo chọc với một vết sẹo trên mặt bên cạnh người đàn ông mặt sẹo kia là một người phụ nữ ăn mặc rất khiêu gợi với khuôn mặt xương phồng thấy vậy ai cũng giật mình ngạc nhiên ngay cả cao đông minh và hoàng minh lý cũng bị sốc vì nhóm người này không phải là của họ anh ơi con khốn này và người đàn ông kia đã đánh em ra nông nỗi này đấy Người phụ nữ khiêu gợi chỉ vào Hoàng Minh Lý và Cao Đông Minh nói với người đàn ông mặt sẹo bên cạnh cô ta. Đó chính là người phụ nữ vừa bị Minh Lý và họ Cao đánh đập. Tên cô ta là Lưu Bảo Hương, cũng chính là tình nhân của gã mặt sẹo. Về phần người mặt sẹo, tên anh ta là Đỗ Tuân, một nhân vật rất nổi tiếng trên giang hồ, so về thế lực thì Cao Đông Minh chẳng là gì cả. Vốn dĩ, Đỗ Tuân và người của anh ta cũng đang ăn tối ở khách sạn này, nên rất nhanh họ có thể tìm tới gian phòng này. Cao Đông Minh cũng nhanh chóng nhận ra người đàn ông mặt sẹo kia là Đỗ Tuân khét tiếng, khuôn mặt hắn ta đột nhiên trở nên tái nhợt. Ngay cả toàn bộ băng đảng của anh ta ở đây, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Đỗ Tuân. Đôi cầu nam nữ này dám động tới em sao? Đỗ Tuân giận dữ hét lớn. Ngay khi đàn em của Đỗ Tuân chuẩn bị chạy tới bồi mấy nhát vào người, Cao Đông Minh đã vội vàng quỳ xuống và cầu xin sự thương xót. Đại ca, em là Cao Đông Minh, em không hề biết rằng cô ấy là người phụ nữ của anh, nên mới chót gây ra hiểu lầm xin anh hãy thương xót mà để em đi vừa nói họ cao kia vừa giàn ruộng những nước mắt nước mũi trông rất thê lương cảnh tượng hiếm có này làm tất thảy các cựu sinh đều ngạc nhiên không phải mới khi nãy cao đông minh còn đang rất hùng hổ sao bây giờ sao đã trở nên mềm nhún như vậy rồi hoàng minh lý thấy ngay cả cao đông minh cũng phải quỳ mọp xuống để cầu xin sự tha thứ của đỗ tuân cô ta biết rằng lần này thực sự đã gặp rắc rối lớn cao đông minh là thằng nào tao không cần biết, mày và con đàn bà của mày đã dám đánh người của tao thì chúng mày sẽ phải trả giá. Đánh chúng nó, đỗ tuân hét lớn, không hề bận tâm đến sự thảm thiết của Cao Đông Minh. Nghe tới đây, mọi người ở đó mới vỡ lẽ ra là Hoàng Minh Lý vừa đánh chính người phụ nữ của Đỗ Tuân. Nghe lệnh Đỗ Tuân, những người đàn ông lập tức vùng vũ khi đánh tới tấp vào Hoàng Minh Lý và Cao Đông Minh. chương 17 gặp mặt, Hoàng Minh Lý và Cao Đông Minh bị đánh đập rất dã mán, họ cứ la hét thảm thiết cầu xin sự thương xót, nhưng Đỗ Tuân vẫn không cho phép đàn em của hắn dừng lại. Tất cả nhân viên khách sạn đều biết Đỗ Tuân khét tiếng cả vùng, họ cũng rất sợ hãi nhưng không ai dám lại gần hay gọi cảnh sát. Khi các cựu sinh thấy Minh Lý bị đánh dữ dội, họ cũng không thể giúp đỡ. Đỗ Tuân này hung dữ độc ác, tiền án tiền sự đầy mình, ai dám chống lại hắn chứ? Và lại, Hoàng Minh Lý rơi vào hoàn cảnh này cũng đáng đời lắm. Cô ta bình thường luôn kiêu căng và xấu tính, chỉ thích thể hiện bản thân, lại thường đi gây sự ở khắp nơi. Đây xem như bài học cho cô ta, cho chừa thói chảnh trệ đó đi. Tất nhiên, Uy Long không quan tâm đến kết cục của loại người này. Đỗ Tuân kia đã giúp anh dạy dỗ Cao Đông Minh và Hoàng Minh Lý, anh không cần phải tự mình làm điều đó nữa. Mãi đến khi hai kẻ kia bị đánh đập đến bầm dập khắp người, mặt mũi xương vù, các vết thương đều dướm máu, thậm chí họ còn không lết dậy nổi, Đỗ Tuân mới cho người của mình dừng lại. Lúc này, nhìn Minh Lý bị đánh trông rất thảm thương, mọi người xung quanh đều động lòng thương xót cô. Kế đó, Lưu Bảo Hường bước tới tát liên hoàn vào mặt Hoàng Minh Lý và Cao Đông Minh. Lúc nãy không phải rất vinh váo sao, bây giờ sao lại rụt vòi rồi hả? Lưu Bảo Hường vừa nói vừa bồi mấy cú tát vào hai người họ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, xin hãy tha cho chúng tôi. Minh Lý nài nỉ với khuôn mặt đẫm nước mắt, cô đã cố gắng gây chú ý với bạn bè trong buổi họp mặt này, nhưng cô không ngờ mình lại bị đánh tàn tạ ngay trước mặt họ. Tôi không hề biết chị là người phụ nữ của anh Tuân. Nếu tôi biết, dù tôi có 100 lá gan cũng không dám đụng đến chị. Đây chỉ là một hiểu lầm, làm ơn tha cho chúng tôi. Cao Đông Minh cũng khẩn khoản cầu xin lưu lưu bảo hương. Trong lòng hắn ta lúc này trào lên một nỗi tức giận khủng khiếp với Minh Lý. Nếu không phải vì cô ta có mắt như mù, dám gây sự với Lưu Bảo Hương, thì làm sao hắn ta phải rơi vào tình huống nhục nhã như vậy? Tuy nhiên, mặc cho hai người van nài tới mức nào, làm gì có chuyện Lưu Bảo Hường có thể tha cho họ đi dễ dàng như vậy. Chát, chát, chát. Những tiếng tắt liên tục vang lên, Cao Đông Minh và Hoàng Minh Lý chỉ nghiến răng chịu đựng, không dám kêu lên một tiếng, đến khi khuôn mặt hai người họ trở nên biến dạng, máu ứa ra, cuối cùng cô ả cũng dừng lại. Tay của cô ta bắt đầu cảm thấy khá đau. Các cựu sinh thở phào vì cho rằng Đỗ Tuân vào Lưu Bảo Hường sẽ rời đi ngay sau khi họ dạy dỗ Minh Lý xong tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đỗ tuân liếc nhìn xung quanh một lượt rồi ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ chu nhược mai và nguyễn tú hằng đưa hai người này đi cùng chúng ta đỗ tuân chỉ vào chu nhược mai và nguyễn tú hằng và nói với đàn em hắn nghe đỗ tuân nói vậy chu nhược mai và nguyễn tú hằng đều dùng mình sợ hãi tất nhiên họ biết mục đích của đỗ tuân là gì họ chắc chắn sẽ bị làm nhục các cựu sinh có mặt ở đó đều rất ngạc nhiên khi nghe đỗ tuân nói vậy uy long cau mày một ý định giết người trỗi dậy trong anh. Gã mặt sẹo này sẽ chỉ có hiểm khích với Hoàng Minh Lý và Cao Đông Minh, tại sao hắn còn dám động tới vợ anh? Khốn khiếp, chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này, tại sao lại đưa chúng tôi đi? Chu Nhược Mai nói, bởi vì hai người là bạn của hai người này, họ dám đánh người phụ nữ của tôi, chỉ hai cái mạng đó làm sao dập tắt được cục tức này, vì vậy hai cô phải đền bù cùng với họ. Đỗ Tuân Lạnh lùng nói, ở đây, chỉ có Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng là những người đẹp nhất, Đỗ Tuân dâng lên ý muốn bắt lấy họ cùng hắn chơi những trò bệnh hoạn. Mặc dù Lưu Bảo Hương là nhân tình của Đỗ Tuân, nhưng nếu hắn muốn đem Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đi, cô ta cũng không dám bất mãn. Những gã đàn ông giang hồ như Đỗ Tuân có vô số phụ nữ, cô ta chỉ là một trong rất nhiều nhân tình của Đỗ Tuân. Lúc này, người của Đỗ Tuân đã bắt đầu đi về phía Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng. Thấy tình hình không ổn, những cựu nam sinh lập tức vây quanh để bảo vệ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng. Đừng gây rối nữa, hoặc chúng tôi sẽ chơi khô máu với các người. Dương Tịnh Xuyên, lớp trưởng, nói một cách dứt khoát. Phải, chúng tôi sẽ không để anh mang họ đi, một người khác nói. Những người bạn này đều là học giả và chưa bao giờ đánh nhau, nhưng nếu các cô gái trong lớp gặp nguy hiểm thì họ nhất định sẽ đứng ra bảo vệ. Tất nhiên, Hoàng Minh Lý lại là một ngoại lệ, không đáng để họ bảo vệ. Tất cả họ đều không ưa cô ta, cũng chỉ vì cô ta gây sự với bọn Đỗ Tuân nên Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng mới bị vạ lây. Nhược Mai và Tú Hằng đã rất xúc động khi thấy những bạn nam này đang cố gắng bảo vệ họ. Chu Nhược Mai bất giác nhìn lại chồng mình và thấy rằng anh ta vẫn cứ ngồi đó bất động. Điều đó thực sự làm cô chán nản vô cùng, thật đáng hổ thẹn khi anh ta còn dám tự xưng mình là một quân nhân trong nhiều năm. Khi đại ca vẫn còn chút kiên nhẫn, hãy nhanh lên. Không thì đừng trách, một trong những người đàn em của Đỗ Tuân nói. Dám cưỡng chế phụ nữ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, có còn vương pháp hay không? Dương Tịnh Xuyên giận dữ nói. Vương pháp, Đỗ Đại Ca đây chính là vương pháp, một tên đàn em khác nói. Lúc này, Đỗ Tuân bắt đầu hết kiên nhẫn, chúng mày nói nhiều với tụi nó làm gì? Nhanh mà bắt người đi, đừng làm mất hứng của tao. Nghe vậy, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng sợ xanh mặt nếu bị hủy hoại bởi một gã đàn ông khốn khiếp như vậy họ thà chết còn hơn ngay cả khi các người giết tội này tội này cũng sẽ không bao giờ buông tay đâu dương tịnh xuyên hét lớn nhuệ khí bừng bừng ngay khi hai bên đang chuẩn bị lao vào nhau làm một trận sống chết uy long cuối cùng cũng đứng dậy và lạnh lùng nói muốn động tới vợ tôi mấy người chán sống rồi chu nhược mai ngạc nhiên nhìn uy long kẻ yếu đuối vô tích sự này cuối cùng cũng có chút khí khái nam nhân mọi người tất cả hãy lùi lại để đó cho tôi uy long nói khi bước về phía trước anh ta đã không vội ra tay ngay từ đầu chỉ vì muốn xem những người bạn của chu nhược mai sẽ làm gì những hành động của các cựu sinh thực sự làm uy long rất hài lòng mặc dù họ chỉ là những học giả yếu đuối nhưng lòng can đảm của họ rất đáng khen ngợi thật may mắn vì chu nhược mai có được những người bạn như thế trong lòng anh cảm thấy yên tâm phần nào các cựu nam sinh đều dừng lại khi thấy uy long lên tiếng Suốt cuộc, Uy Long mới là chồng của Chu Nhược Mai. Bảo vệ vợ mình là nghĩa vụ của anh, cơ hội này tất nhiên cũng phải được trao cho anh. Chu Nhược Mai chứng kiến sự can đảm mà cô cho là dại dột này của Uy Long thì không khỏi lo lắng. Băng đảng của Đỗ Tuân vừa mới xử lý Cao Đông Minh, khiến hắn phải cúi đầu nhục nhã và cầu xin sự thương xót. Đối mặt với một kẻ mạnh như vậy, Uy Long làm sao có cơ hội thắng chứ? Nhưng nếu Uy Long không ra tay, chu nhược mai sẽ bị bắt và chỉ có trời mới biết số phận cô sẽ đi về đâu bởi vậy dù rất đau lòng cô vẫn buộc phải chấp nhận hơn nữa trận chiến này là điều không thể tránh khỏi nếu uy long bị đánh đến chết có lẽ ít ra nó cũng vớt phát được một chút danh dự cho anh ta uy long sẽ trở thành người thực sự có giá trị không còn phải mang danh vô dụng hèn nhát nữa anh tuân rất vừa mắt vợ của mày nếu mày không muốn chết hãy ngoan ngoãn mà để cô ta đi với anh tuân một đêm nếu không bọn tao sẽ đánh mày tới chết. Một tên đàn em thân cận của Đỗ Tuân, gầm gừ nói. Nhưng gã kia còn chưa kịp nói dứt câu, Uy Long đã bất ngờ xông tới. Và, bang, phát súng đầu tiên của Uy Long sau 3 năm ẩn mình vang lên. Anh ra tay ngay mà không muốn nghe những lời vô nghĩa. Ngay lập tức, như thể có một cơn lốc ảo tới rất mạnh, cả đám người đanh định bắt lấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đều bị thổi bay. Tất cả những người có mặt đều bàng hoàng cái, á á á. Trong khi bị bật ngửa về phía sau, bọn họ đồng thời thốt ra một tiếng thét kinh hoàng, răng đã bay ra khỏi miệng. chương 18 lửa giận bùng phát. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều bị sốc và không thể tin vào mắt mình. Không ai có thể thấy rõ uy long đã bắn như thế nào, chỉ thấy anh giơ tay lên, rồi từ trong lòng bàn tay anh lóe lên một tia sáng, chỉ vậy thôi mà những người này đã bị bắn. Từ khi Chu Nhược Mai và Uy Long kết hôn, cô chưa từng thấy uy long sử dụng vũ khí bao giờ cô thậm chí chưa bao giờ có thể tưởng tượng về điều đó trước giờ cô vẫn luôn xem anh là người chồng vô công rồi nghề và yếu đuối về phần nguyễn tú hằng khi thấy uy long có thể đẩy lùi được cả một đám người chỉ trông chấp nhoáng cô cũng rất kinh ngạc thì ra cô thực sự đã không nhìn sai người uy long này thực sự là một bậc thầy che giấu những người bạn của họ dĩ nhiên cũng rất ngạc nhiên họ không thể tưởng tượng được rằng người chồng nổi tiếng vô dụng của chu nhược mai lại mạnh đến thế trên thực tế khi uy long vừa mới bắn anh đã cố gắng kiểm soát sức mạnh của mình nên chỉ sử dụng một lực nhỏ nếu không những người này chắc chắn sẽ chết uy long không muốn quá mức bạo lực anh cũng không muốn tạo ra một cảnh hỗn loạn đẫm máu khiến chu nhược mai sợ hãi nhưng ngay cả khi uy long đã cố gắng hết sức để kiểm soát cường độ lực bắn ra anh ta vẫn khiến những người có mặt ở đó kinh ngạc lên cho tao giết nó, Đỗ Tuân không tin điều vô lý này có thể xảy ra, gã quyết tâm lệnh cho đàn em của mình giết Huy Long. Nghe lệnh Đỗ Tuân, hai người ông to lớn lao về phía Huy Long. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú. Hằng sợ hãi lùi lại, lo lắng không biết phải giúp đỡ Huy Long thế nào, bây giờ sự an toàn của họ hoàn toàn phụ thuộc vào Huy Long. Nếu Huy Long thắng, họ sẽ được an toàn, nhưng nếu anh ấy thua, không chỉ anh ấy, mà cả hai người họ cùng tất cả mọi người ở đây chắc chắn sẽ bị Đỗ Tuân tấn công dã man. Uy Long lạnh lùng nhìn hai người đàn ông to lớn đang lao tới như hai con thiêu thân lao vào lửa. Hai gã to con vừa đến gần, Uy Long đã nhanh chân đá vào bụng chúng. Quái! Hự mày! Cả hai tên lập tức lộn nhào ra sau một lần nữa. Máu phun ra từ miệng của họ và những tia máu bắn lên cả không trung. Cơ thể họ đập mạnh vào tường, rồi ngã nhào xuống đất, miệng hai gã hộp máu ra, khuôn mặt tái nhợt. Nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, mọi người đều bị sốc không thể tin nổi vào mắt mình. Chính Đỗ Tuân cũng bắt đầu toát mồ hôi. Lúc nãy Cao Đông Minh và Hoàng Minh Lý cũng vì e rè trước thái độ của Uy Long nên chưa vội ra tay. Vì vậy họ Cao mới định gọi đàn em tới giết Vĩnh Thiên, nhưng thật không ngờ anh ta lại mạnh đến như thế. Chu Nhược Mai bị sốc đến nỗi cô còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Đó thực sự là người chồng vô dụng của cô ư. Đó thực sự là người con rể vô tích sự chỉ biết ăn không ngồi rồi của Chu gia ư? Lúc này, Uy Long dường như được tái sinh, trong đầu anh tràn ngập những tư tưởng giết chóc. Toàn bộ con người Uy Long như bừng tỉnh lại sau giấc ngủ dài, ngay cả Chu Nhược Mai cũng cảm thấy thật khác lạ. Mặc dù các nhân viên và quản lý khách sạn nghe thấy tiếng động lớn và tiếng la hét từ trong phòng họp mặt, không ai trong số họ dám lại gần, họ đều cho rằng Đỗ Tuân đang đánh người ở bên trong. Đỗ Tuân tuy đã chứng kiến sức mạnh của Uy Long, nhưng hắn vẫn không cho phép bản thân tin rằng có một người mạnh hơn mình. Hắn tiếp tục ra lệnh cho đàn em thân cận bên cạnh hắn ta, Hữu Dung, cậu lên đi. Người đàn ông dũng cảm tên Hữu Dung này là cánh tay đắc lực nhất của Đỗ Tuân. Hắn ta được biết đến như là kẻ bất khả chiến bại, đã từng giết chết vô số đối thủ. Kể từ khi xuất hiện, anh ta đã không ngán bất kỳ đối thủ nào. Do đó, Đỗ Tuân hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của Hữu Dung. Hữu Dung nghe nói, ngay lập tức đứng dậy, nắm chặt tay phải và lao về phía Huy Long. Trước tiên, anh ta ra một cú đấm vào thẳng mặt Huy Long. Cú đấm nặng và cứng như thép, tạo ra một lực khủng khiếp nhắm vào giữa mặt Huy Long. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và những người khác đều kinh sợ thay cho Huy Long, họ lo lắng về việc liệu anh có thể thoát khỏi cú đấm dữ dội đó không. Tuy nhiên, Huy Long không trốn tránh hay cố gắng né đi mà trực tiếp đón lấy nắm đấm của Hữu Dung đồng thời phản đòn bằng một cú đấm tương tự. Thật dễ dàng, mau lẹ và mạnh mẽ. Bang crack, âm thanh của va chạm nắm tay đi kèm với tiếng xương bị gãy liền lúc vang lên. A à, hát hát hiếu dung hét giống lên, ngã bật ngửa ra sau, cánh tay phải của anh ta bị uốn cong một cách bất thường. Còn uy long vẫn đứng yên, không suy chuyển, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Khi hiếu dung bị đập vào tường, mọi người chợt thấy dường như một phần xương đã lòi ra khỏi khuỷu tay phải của anh ta. Cả năm ngón tay phải của anh ta đều bị gãy, nắm tay của anh ta đẫm trong máu, tình trạng vô cùng tồi tệ. Chứng kiến tình huống này, ai nấy đều bị sốc, họ nín thở nhìn Uy Long. Họ đã nghĩ rằng nấm đấm của Đỗ Tuân rất mạnh, nhưng không ngờ anh ta lại bị đánh bại một cách dễ dàng bởi Uy Long. Đỗ Tuân lúc này không còn giữ được bình tĩnh, cả người run lên sợ hãi, Hữu Dung là người giỏi nhất của hắn ta, nhưng gã cũng đã bị đánh bại một cách thảm hại. Còn ai muốn chiến đấu với tôi không? Mau đến đây, Uy Long nói. Mặc dù anh luôn cố gắng hết sức để kiểm soát cường độ và không muốn gây ra cảnh tượng máu me này, nhưng năng lực của những người này quá tầm thường, anh cũng không thể làm gì khác được. Thấy tất cả đồng bọn của Đỗ Tuân sợ hãi đứng như trời trồng, im thít và mồ hôi nhễ nhại, Uy Long đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Đỗ Tuân và nói: "Dám động tới vợ tôi, các người sẽ phải trả giá, giờ đến lượt anh." Nói xong, Uy Long bước từng bước chậm rãi về phía Đỗ Tuân. Hắn ta run rẩy sợ hãi, bất đắc dĩ lùi lại lúc này chu nhược mai thật sự quá kinh ngạc cô không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào vào lúc này uy long giống như một đại thần trong mắt cô anh ta dường như có thể vì cô mà đỡ được cả bầu trời cô cảm thấy thật may mắn khi đã đưa uy long đến đây nếu không cô sẽ không bao giờ biết được năng lực thật sự của anh ấy ánh mắt của nguyễn tú hằng cũng hướng về phía uy long với một sự ngưỡng mộ vô hạn và ngay lúc đó một cảnh tượng kịch tính đã xảy ra khi uy long vừa bước đến trước Đỗ Tuân đột nhiên rút ra một khẩu súng lục từ thắt lưng chĩa thẳng vào trán Uy Long. Tất thảy mọi người đều hoảng hốt tròn mắt nhìn sự việc đang diễn ra. Nhược Mai, Tú Hằng và những người bạn cùng lớp không ngờ rằng Đỗ Tuân thậm chí còn mang theo súng. Ngay cả Uy Long cũng không ngờ được điều này, tình hình bỗng chốc thay đổi. Ha ha, cho dù kỹ năng của mày có tốt đến đâu, mày cũng không thể nào đánh bại được viên đạn của tao. Đỗ Tuân cười điên dại, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Uy Long vẫn không thay đổi khuôn mặt và nói nhẹ nhàng, tất cả những kẻ dám chĩa súng vào tôi chắc chắn sẽ chết. Hừ, mày thật sự quá kiêu ngạo, tin tao đi, tao hứa sẽ không để mày có cơ hội thấy mặt trời ngày mai. Đỗ Tuân nói như hét lên. Nếu Đỗ Tuân thực sự bắn, Uy Long hoàn toàn có thể tránh vào lúc hắn bóp cò, nhưng hiện giờ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đang đứng ngay sau lưng anh. Nếu hắn thực sự bắn và anh tránh được, rất có thể viên đạn sẽ trúng họ. Bởi vậy uy long không thể né tránh chỉ có thể tiếp tục đối đầu với đỗ tuân lúc này thiên thành đã vội vã đến với tám vệ sĩ anh ta bị sốc khi thấy uy long đang bị một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu thiên thành gần như hét lên soái tướng trong lo lắng đại hộ vệ của long quốc đang bị chĩa súng vào đầu thiên thành không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với uy long anh ta không thể gánh nổi trách nhiệm này vừa nãy khi nhận được tin nhắn của uy long Thiên Thành đã ngay lập tức huy động 8 người hộ tống đến, nhưng anh không ngờ vẫn trễ một bước. Mặc dù Thiên Thành là cấp dưới của Huy Long, địa vị của anh ta trong đơn vị không hề đơn giản, anh ta là cánh tay trái của chỉ huy đơn vị. Lần này Thiên Thành đến thành phố Quốc Hòa để yêu cầu Huy Long quay lại đơn vị. Anh mang theo 8 đồng chí, một người ở ngang hàng anh, đi xa như vậy, tất nhiên phải có hộ vệ cá nhân. Khi đến gặp Huy Long trước đó, Thiên Thành đã không mang theo những người tùy tùng này vì sợ gia đình của Uy Long sợ hãi. Giờ đây, khi thấy Uy Long đang bị chĩa súng vào đầu, Thiên Thành rất tức giận và siết chặt nắm đấm. Chỉ cần có cơ hội, anh ta sẽ lập tức bụp vài cú đấm vào kẻ đang chĩa súng vào Uy Long. "Thiên Thành, anh không cần phải quá căng thẳng, hắn ta không thể làm tổn hại gì đến tôi đâu." Uy Long nói với Thiên Thành. Chu Nhược Mai rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông cao lớn đã đến nhà mình đêm qua để cùng diễn kịch với Uy Long đã trở lại. Phải chăng hôm qua họ không hề diễn mà tất cả đều là sự thật? Không cần ra vẻ bình tĩnh. Sau khi mày chết, tao sẽ chăm sóc tốt cho vợ mày, để mày có thể yên tâm dưới suối vàng. Đỗ Tuân giờ đây tự tin nói lớn với vẻ mặt đắc thắng. Đại ca, đừng nhiều lời với hắn làm gì, cứ bắn chết hắn luôn đi. Cao Đông Minh thấy người của Uy Long đến, bèn vội vàng nói với Đỗ Tuân. Hắn ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới giờ, thấy được sức mạnh của Uy Long, hắn thật sự muốn Uy Long chết. Bởi nếu Uy Long không chết, Cao Đông Minh lại vừa xúc phạm anh ta như vậy, họ Cao nhất định sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Do đó, hắn muốn mượn tay của Đỗ Tuân để thoát khỏi những rắc rối với Uy Long. Cầm ngay, tao tự biết phải làm gì, không đến lượt mày dạy dỗ, tao sẽ chơi với nó từ từ, để nó dần dần cảm nhận sự sợ hãi cái chết rồi tao sẽ giết nó sau đỗ tuân trừng mắt nói làm ơn để chồng tôi yên tôi sẽ đi với ông chu nhược mai sợ hãi không muốn phải thấy uy long chết vì vậy cô dằn lòng phải hứa đi cùng với hắn ta hy vọng là sau khi uy long thoát khỏi nguy hiểm anh sẽ tìm cách cứu cô phải hãy tha cho anh ấy và tôi sẽ đi với ông nguyễn tú hằng cũng buộc phải thỏa hiệp để cứu uy long ha ha mày nghe thấy không thằng khốn vợ mày và đứa bạn xinh đẹp của nó sẵn sàng đi với tao chỉ vì chúng nó muốn cứu mày đấy tao sẽ lại có một đêm vui vẻ đây ha 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 đỗ tuân vừa nói vừa cười lớn vài giây sau hắn bỗng đổi sắc mặt rồi lại nói tụi nó muốn hy sinh bản thân để cứu mày nhưng làm sao mà tao có thể để cho mày đi dễ dàng khi mà mày vẫn còn sức chiến đấu chứ tao vẫn sẽ giết mày tụi nó vẫn sẽ bị bắt mày nói nhiều quá rồi đấy Uy Long vừa giận dữ nói vừa chộp lấy khẩu súng trong tay Đỗ Tuân với một tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chương 19: Lửa giận dữ dội. Đỗ Tuân bàng hoàng khi khẩu súng của mình bị giật lấy trong tích tắc như vậy, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Uy Long này là siêu nhân tốc độ sao? Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Uy Long đã tháo toàn bộ các bộ phận trong thân súng ra và ném chúng xuống đất. Dùng súng trong một cuộc đấu tay đôi không vũ khí là hèn lắm đấy. Huy Long nói một cách khinh bỉ. Khi Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và những người khác kịp định thần lại, họ nhận ra khẩu súng của Đỗ Tuân đã biến thành một đống sắt vụn trên mặt đấy. Tất cả đều kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình. Chỉ cần một cái chớp mắt, cuộc chiến căng thẳng đã được Huy Long giải quyết một cách dễ dàng. Làm sao mà anh ta có thể làm được điều đó? Dù là trong những giấc mơ hoang đường nhất, Chu Nhược Mai cũng chưa bao giờ dám mơ rằng người chồng nổi tiếng bất tài vô dụng của mình lại có thể có sức mạnh đỉnh cao tới vậy cô cứ ngơ ngác nhìn vào tấm lưng vững chãi của Uy Long mà không nói nên lời. Còn Nguyễn Tú Hằng, cái nhìn của cô đối với Uy Long đã đổi từ sự ngưỡng mộ trước đó thành sự mê hoặc. Thiên Thành thấy Uy Long đã gỡ bỏ được mối nguy hiểm bèn ngay lập tức lao tới từ phía sau, bồi cho Đỗ Tuân mấy cú đấm liên hoàn. Dám chĩa súng vào soái tướng, đúng là tên khốn đáng chết. Cả tám hộ vệ theo sau đều rút súng ra và nhắm vào đỗ tuân người vừa nhận mấy cú đấm mà ngã xuống đất, sẵn sàng bắn hắn ngay tại chỗ dừng lại đi đừng làm vợ tôi sợ uy long nói điềm đạm nếu thiên thành còn tiếp tục đấm nữa đỗ tuân chắc chắn sẽ vỡ não và cảnh tượng sẽ trở nên rất đáng sợ uy long không muốn tâm trí chu nhược mai bị ám ảnh bởi một khung cảnh đẫm máu như thế thiên thành nghe lệnh của uy long lập tức dừng lại mặc dù trong lòng vẫn muốn đá đỗ tuân thêm vài cái tám hộ vệ cũng không dám bắn lập tức cất súng đi anh long tụi em đến muộn xin anh cứ xử phạt Thiên Thành vừa nhận được tin nhắn của Uy Long ở một nơi cách khá xa khách sạn này, vì vậy anh ta đã đến muộn một chút. Những người có mặt đều rất ngạc nhiên khi thấy tất cả những người đến cùng Thiên Thành đều mang theo súng. Người đàn ông vạm vỡ này còn tự xưng là anh em với Uy Long. Một người có uy thế như vậy lại có vẻ rất nể trọng Uy Long, rốt của Uy Long này là người như thế nào? Không sao, tôi đã gọi anh đến, không phải để anh giải quyết tên khốn kia, mà để anh dọn dẹp mớ hỗn độn này giúp tôi. Uy Long nói, tôi hiểu rồi, tất nhiên là Thiên Thành biết rằng Uy Long có thể tự đối phó được với những chuyện nhỏ nhặt này. Đỗ Tuân lúc đó thật sự quá ngu ngốc, kẻ thù ác luôn chết vì nói quá nhiều, anh ta không ngờ rằng mình đã phạm phải sai lầm này. Cao Đông Minh, Hoàng Minh Lý và Lưu Bảo Hường đều hoảng loạn khi thấy Đỗ Tuân đã thất bại. Liệu Uy Long có tha cho họ không? Lúc này, Thiên Thành đã đến trước mặt Chu Nhược Mai, người đang rất sợ hãi và nói, người của em đã đến quá muộn khiến chị dâu phải sợ hãi rồi mặc dù uy long không giới thiệu thiên thành với vợ nhưng thiên thành có thể dễ dàng nhận ra người phụ nữ đẹp nhất trong số tất cả những người đang có mặt anh ta biết rằng chu nhược mai chính là soái tướng phu nhân người phụ nữ có thể khiến đại chiến thần của đơn vị đại long sẵn sàng chịu nhục làm con rể hẳn nhiên phải là nữ nhân xinh đẹp bậc nhất ngoài chu nhược mai ở đây còn ai có thể làm điều đó anh đừng nói lần này anh lại đến diễn kịch với chồng tôi nữa nhé Chu Nhược Mai bình tĩnh lại và hỏi rất nghiêm túc. Thiên Thành bỗng toát mồ hôi, anh đã diễn kịch với soái tướng lúc nào? Ngay lúc đó, một nhóm người khác chạy vào cùng với dao và mã tấu. Anh Cao, chúng em đến rồi đây, đứa nào dám xúc phạm anh? Tên đứng đầu vừa xông vào vừa hét lên một cách ngạo nghễ. Cao Đông Minh đột nhiên tái mặt, ướt đẫm mồ hôi, ngay cả đồng bọn bang Đỗ Tuân cũng không phải là đối thủ của Uy Long. Đàn em của hắn là cái thá gì chứ? chuyện ngu ngốc này sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho Cao Đông Minh. Anh Long, bọn chúng tới đây để gây sự với anh sao? Thiên Thành hỏi Uy Long. Ừm, Uy Long khẽ gật đầu. Nghe vậy, Thiên Thành nổi giận đùng đùng và lao về phía đám người của Cao Đông Minh. Vừa nãy, khi đội hộ vệ đến muộn, Thiên Thành đã rất bức bối vì không có cơ hội nào để ra tay. Thật bất ngờ, bây giờ lại có một đám người tự dẫn xác đến. Dĩ nhiên anh ta sẽ chút giận lên họ. Bốp, bịch trang người của cao đông minh đã ngã xuống đất trước khi họ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra không ai trong số họ kịp nhìn thấy thiên thành ra tay chỉ thấy một cái bóng lướt ngang qua mặc dù thiên thành rất giận dữ nhưng không thể khiến soái tướng phu nhân sợ hãi anh ta cũng cố gắng hết sức để kiểm soát sức mạnh của mình những người đang có mặt đều kinh ngạc khi thấy thiên thành hạ gục người của cao đông minh ngay tức khắc anh thiên anh định xử lý những người này như thế nào thiên thành hỏi bọn họ muốn làm hại vợ tôi uy long chỉ vào đỗ tuân và cao đông minh rồi nói với thiên thành không tàn nhẫn với kẻ thù đến một ngày chúng sẽ tàn nhẫn lại với ta lời nói của uy long tương đối đơn giản nhưng trong đó ẩn chứa một sự lạnh lùng băng giá đến đáng sợ chu nhược mai chưa bao giờ thấy uy long lạnh lùng như vậy cả người anh toát ra khí chất phương thần mạnh mẽ không thể diễn tả khiến cô ngay lập tức bị mê hoặc nhiều người không thể hiểu được ý nghĩa của lời mà uy long nói lúc đó nhưng thiên thành một người đã đi theo Uy Long nhiều năm, ngay lập tức nhận ra, tôi hiểu. Uy Long, tổng chỉ huy của hàng ngàn binh sĩ, dĩ nhiên anh ta cần phải có sự bình tĩnh và quyết đoán, không thể tử tế với kẻ thù. Đỗ Tuấn và Cao Đông Minh dám nảy sinh ý định xấu xa với người vợ yêu dấu của anh, chúng có chết cũng đáng. Nếu Uy Long không giải quyết vấn đề này ổn thỏa, sau này khi anh phải đi chiến đấu nơi xa, Chu Nhược Mai sẽ gặp nguy hiểm uy long quyết định sẽ giết cao đông minh và đỗ tuân không chỉ vì lý do bảo vệ chu nhược mai mà còn vì cả hai đều có tội đỗ tuân đã sử dụng súng trái phép điều đó cho thấy hắn thực sự là một đối tượng nguy hiểm với xã hội cao đông minh thì thậm chí còn tự khai rằng mình sở hữu cả trăm cây súng còn những người khác thì sao thiên thành hỏi lại những người khác chỉ là đồng bọn không đáng bận tâm cậu có thể tự xử lý chúng uy long nói tôi hiểu rồi thiên thành nói hoàng minh lý nể tình cô và vợ tôi từng là bạn học hôm nay tôi sẽ tha cho cô nhưng nếu còn có lần thứ hai đừng trách tôi vô tình tôi hy vọng cô nhớ kỹ những gì tôi đang nói uy long nói với minh lý một lần nữa được tôi biết tôi sẽ không dám nữa hoàng minh lý run rẩy nói nhược mai đi thôi uy long nói với vợ mình cô ấy vẫn còn chưa hết kinh ngạc được chu nhược mai đã tỉnh táo trở lại rồi nói với nguyễn tú hằng người vẫn đang đứng sững sờ Tú Hằng, về thôi, mọi người, hãy về cùng nhau đi, Uy Long nói với nhóm bạn học của Chu Nhược Mai một lần nữa. Được, tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm vì sóng gió đã qua đi, họ đã định thần lại sau quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như vậy. Thiên Thành, nhớ thanh toán tất cả hóa đơn, Uy Long không quên nhắc nhở Thiên Thành trước khi rời đi. Vâng, Thiên Thành nói. Xong xuôi, Uy Long cùng Chu Nhược Mai và các bạn cùng lớp của cô rời khách sạn tham. Ở lối ra của khách sạn, tất cả mọi người đều có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng đầy kịch tính. Khi họ nhớ lại những gì vừa xảy ra, họ vẫn cảm thấy run rẩy. Nhược Mai, chồng cậu tuyệt thật đấy. Anh Long, anh thực ra là ai vậy? Anh Long, anh hoàn toàn khác so với lời đồn của Chu Gia. Có thể kết hôn với một người như anh Long đây, Nhược Mai, cậu may mắn thật đấy. Tất cả các cựu sinh đều tỏ ra rất ngưỡng mộ Huy Long, những cô gái còn cảm thấy ghen tị với Chu Nhược Mai. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Chu Nhược Mai trao cho Uy Long một ánh nhìn thật lâu. Lần đầu tiên cô cảm thấy tự hào về anh, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không thể nói nên lời. Mọi người không cần bận tâm về danh tính của tôi, các bạn chỉ cần biết rằng tôi đã ở trong quân ngũ 5 năm." Uy Long nói. Ngưng một lát, anh lại nói tiếp, "Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng vào ngày 26 tháng này, tôi sẽ tổ chức đám cưới long trọng nhất cho Nhược Mai." Bây giờ tôi chính thức mời tất cả mọi người đến dự đám cưới của chúng tôi, cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Nhược Mai. Được rồi, ngày 26 là vào thứ bảy, tôi chắc chắn sẽ đến đó. Nhất định rồi, sao có thể bỏ lỡ đám cưới hoa khôi của trường được. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Uy Long, họ không còn bất cứ nghi ngờ gì về khả năng tổ chức đám cưới đó của anh. Ồ, vậy anh định tổ chức đám cưới ở đâu? Lớp trưởng Dương Tịnh xuyên hỏi. Trường 20 đó là ai? Tôi chưa quyết định về việc đó, các bạn có thể đến Chu gia trước, tôi sẽ đưa Nhược Mai từ Chu gia đến khách sạn cùng mọi người. Uy Long muốn gây bất ngờ cho Chu Nhược Mai, vì vậy anh không muốn nói địa điểm tổ chức đám cưới của họ là khách sạn Thiên Long. Được rồi, vậy chúng tôi sẽ đợi anh tại nhà gái vào ngày 26. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày 26, tôi rất mong chờ đám cưới của hai người đó. Nhược Mai là chị em tốt của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ đến. chấm chấm sau khi nói lời tạm biệt với các bạn cùng lớp, Uy Long đã đưa Chu Nhược Mai trở về. "Trời ơi, sao anh lại mời tất cả các bạn cùng lớp của tôi đến vậy? Anh có thực sự tổ chức được đám cưới cho tôi không?" Chu Nhược Mai giận dữ hỏi lại. "Tất nhiên, bây giờ em vẫn chưa tin tôi à?" Uy Long mỉm cười. "Được rồi, sau những gì anh vừa thể hiện, tôi tạm thời tin anh." Lần này Chu Nhược Mai thực sự tin tưởng vào Uy Long. Cô chợt nhận ra rằng mình dường như không hiểu Uy Long chút nào. Nhược Mai, tới ngày 26, tớ sẽ làm phù dâu cho cậu. Nguyễn Tú Hằng nói, Chu Nhược Mai đã không quan tâm đến những lời Tú Hằng nói và hỏi Uy Long tại sao anh lại mạnh tới như vậy. Đừng quên, tôi đã là một quân nhân trong 5 năm. Em nghĩ rằng tôi ở trong quân đội chỉ có ăn và ngủ như ở nhà sao. Chúng tôi phải luyện tập cật lực mỗi ngày. Uy Long nói, thiên thành đó có liên quan gì đến anh? Chu Nhược Mai lại hỏi. Đồng đội cũ, Uy Long nói, tại sao những người đi cùng anh ta lại có súng? Chu Nhược Mai ngày càng tò mò hơn và bắt đầu đặt câu hỏi liên tiếp. Họ chưa hết kỳ nghĩa vụ, họ vẫn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cần tới súng, vì vậy họ phải luôn mang theo. Uy Long nói, họ dường như rất nể trọng anh, rốt cuộc thân thế của anh là gì? Chu Nhược Mai hỏi lại, tôi từng là cấp trên của họ, Uy Long nói, cấp trên, vậy là trung đội trưởng hay chỉ huy đại đội? Chu Nhược Mai hỏi lại, chấm chấm, uy long bắt đầu đổ mồ hôi không vậy chắc hẳn là người quản trại rồi chu nhược mai càng ngày càng trở nên hiếu kỳ hơn về uy long và cứ dồn dập hỏi không ngớt không uy long nói vậy có phải là người lãnh đạo họ không chu nhược mai suy đoán thêm không uy long lần đầu tiên bị vợ kiểm tra chéo và không thể làm gì khác ngoài việc trả lời chống chế như vậy là sao chu nhược mai chỉ lờ mờ suy đoán rằng uy long là người đứng đầu một tiểu đội gì đó khi ở trong quân đội tôi từng làm gì là ai cũng không quan trọng điều quan trọng là bây giờ tôi đang là chồng của em uy long nói đùa cho dù anh không nói ra nhưng với vị trí đó của anh tôi đoán anh có rất nhiều người quan tâm nhỉ chu nhược mai tức giận nói còn đỗ tuân và cao đông minh liệu trong tương lai họ có thể gây rắc rối cho chúng ta nữa không nguyễn tú hằng nói với một chút lo lắng không họ không có cơ hội đó đâu uy long nói nhẹ nhàng trong khách sạn tham sau khi uy long dẫn chu nhược mai và những người khác rời đi thiên thành cùng tám hộ vệ ở lại xử lý đỗ tuân và cao đông minh trong khi đó hoàng minh lý và lưu bảo hường đã nhân cơ hội bỏ chạy đưa hai người này đi theo tôi thiên thành chỉ vào đỗ tuân và cao đông minh và nói tám hộ vệ ngay lập tức khống chế đưa hai tên đầu sỏ kia đi anh anh định sẽ đưa tôi đi đâu đỗ tuân kinh hãi hét lớn đừng nói nhiều lời dư thừa rồi anh sẽ biết điều đó thôi Thiên Thành nói: "Tôi không hề xúc phạm anh, tại sao anh lại ép tôi đi?" Cao Đông Minh cũng hoảng hốt, mặc dù hai người không xúc phạm tôi, nhưng đã xúc phạm người mà tôi kính trọng. Thiên Thành nói, ngay khi Thiên Thành chuẩn bị đưa Đỗ Tuân và Cao Đông Minh đi, một nhóm những người bảo vệ an ninh mặc đồng phục đi tới. Một vị khách tốt bụng khi nãy đã tình cờ chứng kiến cuộc chiến khốc liệt trong phòng họp mặt nên đã nhanh chóng gọi đội bảo vệ khách sạn tới. Khi họ đến nơi, trước mắt họ là cảnh tượng thiên thành cùng một toán đồng đội của mình đang khống chế chèn ép hai người đàn ông bị thương áo quần tả tơi những người bảo vệ này không biết danh tính của ai trong số họ cũng không hề chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối vì vậy họ lập tức rút súng ra rồi nhắm vào thiên thành và những người khác hộ vệ của thiên thành ngay lập tức đứng ra trước anh ta đồng thời rút súng ra chĩa về phía đội bảo vệ đội bảo vệ an ninh bị bất ngờ họ không ngờ những người này có súng các anh đã bị bao vây ngay lập tức bỏ vũ khí xuống và đầu hàng hãy dừng chuyện này lại và các anh sẽ được khoan hồng nếu còn ngoan cố các anh sẽ bị giết ngay tại chỗ đội trưởng đội bảo vệ nói đây chỉ là một sự hiểu lầm tôi sẽ giải thích cho các anh thiên thành biết đây là một sự hiểu lầm và không muốn nảy sinh những xung đột không cần thiết đó là cái gì cầm lấy nó đi đội trưởng nói thiên thành bước lên trước lấy ra id của mình và đưa cho đội trưởng thoạt nhìn người đội trưởng bỗng dùng mình. Mau, bỏ súng xuống, tất cả đặt nó xuống cho tôi. Đội trưởng run rẩy nói, những cán bộ an ninh khác đều kinh ngạc, tại sao đội trưởng lại trông sợ hãi tới như vậy? Danh tính của người đàn ông này là gì? Họ không dám hỏi nhiều, nên lập tức đặt súng xuống. Khi Đỗ Tuân và Cao Đông Minh thấy vị đội trưởng của đội an ninh trở nên rất sợ hãi, họ nhận ra rằng thân thế của Thiên Thành thật sự không đơn giản, họ đoán chắc rằng mình sắp phải chịu một thảm họa hai người này bị nghi ngờ ám sát các cán bộ quan trọng của chúng tôi tôi phải đưa họ đi thẩm tra thiên thành nói được rồi được rồi hãy làm bất cứ điều gì anh muốn đội trưởng e sợ hãi trước danh tính của thiên thành anh ta không dám trái ý nửa lời thiên thành vẫy tay và những hộ vệ của anh ngay lập tức đưa đỗ tuân và cao đông minh đi tôi không muốn bị bắt tôi có người quen làm trong bộ tư pháp mau bảo họ tới nhanh lên để cứu tôi Cao Đông Minh hét lên không ngừng khi anh ta bị lôi đi. Hắn đã thấy trước rằng tình hình là nghiêm trọng, hắn ta thả bị những người bảo vệ bắt đi còn hơn rơi vào tay Thiên Thành. Nhưng đội trưởng đội bảo vệ an ninh đã rõ danh tính của Thiên Thành, làm sao anh ta dám làm trái lệnh. Đưa tất cả những người này đi, đội trưởng chỉ có thể đưa đàn em của Đỗ Tuân và Cao Đông Minh đi. Đỗ Tuân và Cao Đông Minh được áp giải vào xe, Thiên Thành đưa họ đến một bãi đất hoang ở vùng ngoại ô sao anh lại đưa chúng tôi đến đây anh muốn làm gì đỗ tuân run rẩy hỏi khi thấy tình hình ngày càng tệ hơn kẻ dám chĩa súng vào uy tướng đều là kẻ thù của chúng tôi và người đó không có con đường nào khác ngoài cái chết thiên thành nói uy tướng ai là uy tướng đỗ tuân ngạc nhiên cao đông minh cũng ngạc nhiên dù sao hai người cũng sắp chết vậy tôi sẽ cho các người biết uy long là đại hộ tướng quân đội quốc gia thiên thành nói đỗ tuân và cao đông minh không thể sốc hơn uy long, một kẻ nổi tiếng vô dụng, hóa ra lại là một chiến thần. Vậy mà hai người tụi bay dám ve vãn uy tướng phu nhân, xúc phạm uy tướng, đúng là không biết lượng sức. Thiên thành không muốn thêm tốn thời gian, liền bảo với cấp dưới, bắn chúng ngay lập tức. Tám hộ vệ ngay lập tức rút súng ra và nhắm vào đầu Đỗ Tuân và Cao Đông Minh. chương 21 ngạo mạn. Không, tôi không muốn chết, Đỗ Tuân van xin. Xin hãy tha cho tôi tôi chưa hề động tới một sợi tóc của uy tướng phu nhân, xin đừng giết tôi. Cao Đông Minh khẩn khoản. Đối mặt với cái chết, Cao Đông Minh và Đỗ Tuân không còn giữ được vẻ ngạo mạn trước kia mà sợ hãi đến co rúm cả người lại, giọng nói run lên. Ngày thường, bọn chúng sẵn sàng giết người không chợp mắt, nhưng khi cái chết cận kề, chính chúng lại trở nên hèn nhát hơn bất cứ ai. Đỗ Tuân lúc này vô cùng hối hận, không ngờ chỉ vì một chút hứng thú với vợ của Uy Long, hắn ta lại phải nhận kết cục này. Cao Đông Minh cũng rất hối hận vì đã đi cùng Hoàng Minh Lý tới buổi họp lớp, lại còn ve vãn Chu Nhược Mai. Ai mà ngờ được Uy Long kia lại là một đại nhân vật. Thi hành đi, Thiên Thành không muốn nghe thêm bất kỳ lời cầu xin dư thừa nào của hai tên ma cô, nên ngay lập tức ra lệnh xử tử. Păng păng, tiếng súng vang lên làm rung động cả khu đất trống. Đỗ Tuân và Cao Đông Minh, hai kẻ côn đồ độc ác ngã gục xuống vũng máu của chính mình, mỗi người đều bị bắn bốn phát súng liên tiếp, chết ngay lập tức. Uy Long đã đưa Nguyễn Tú Hằng về đến trước cổng khu chung cư của cô, Tú Hằng vẫn hơi lo lắng rằng Uy Long sẽ không có đủ tiền để lo cho một đám cưới, vì vậy cô nói, Uy Long, nếu anh không có đủ tiền cho đám cưới, tôi có thể cho anh mượn tạm một ít. Là bạn thân với nhau, tôi thực lòng không muốn nhược mai cảm thấy xấu hổ nữa. Một tiểu thuyết ra online như cô thì có thể tích góp được bao nhiêu tiền chứ? Uy Long nói và nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Gì hả, anh dám coi thường tôi sao? Nói cho anh biết, Công việc của tôi có thể kiếm được hơn 300 triệu mỗi tháng đấy." Nguyễn Tú Hằng giận dữ nói, "Viết tiểu thuyết mà có thể kiếm được nhiều thu nhập như vậy sao?" Uy Long hơi ngạc nhiên, anh vốn chỉ quen thuộc với việc chiến đấu và huấn luyện binh sĩ trong quân đội, hoàn toàn không biết gì về ngành tiểu thuyết trực tuyến. "Dĩ nhiên rồi, thậm chí với một số tác giả nổi tiếng trong giới, họ có thể kiếm được hàng trăm ngàn đô mỗi tháng, anh thực sự không biết gì về việc này sao?" Nguyễn Tú Hằng nói. "Cha giờ thì tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi thực sự không cần phải vay tiền uy long nói được thôi vì lúc nãy anh đã đánh bại được đám côn đồ và bảo vệ nhược mai tôi sẽ tạm thời tin tưởng anh nhưng nếu đến ngày cưới anh lại tiếp tục để bạn tôi phải chịu nhục nhã hãy chờ xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào nguyễn tú hằng vừa nói vừa lường nhẹ uy long trước khi xuống xe sáng hôm sau Chu Nhược Mai tới tập đoàn DG từ rất sớm để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Chu Nhược Mai chính là vợ của Uy Long và chắc chắn trong tương lai cô sẽ trở thành chủ tịch, vì vậy Ngô Tường Ninh không dám ngó lơ cô. Tường Ninh đã đích thân hướng dẫn cho Nhược Mai một cách tường tận để giúp cô có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình kinh doanh của tập đoàn. Các nhân viên khác thấy Tổng Giám đốc rất chu đáo với Chu Nhược Mai nên cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ cô tin tức về việc Chu Nhược Mai đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn DJ nhanh chóng lan truyền ra ngoài và trở thành tin hot nhất quốc hòa lúc bấy giờ. Gia đình họ Chu cũng hoàn toàn kinh ngạc khi biết rằng Chu Nhược Mai đã trở thành giám đốc mới của bộ phận phát triển dự án tập đoàn DJ. Họ không bao giờ ngờ rằng một thành viên của Chu gia có thể ngồi được vào vị trí đó. Đặc biệt là Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm, những người đã trông thấy Chu Nhược Mai bước ra khỏi phòng phỏng vấn ngày hôm qua, làm sao mà cô ta có thể trúng tuyển được chứ? Chu Lệ Ngọc thậm chí còn tưởng rằng Huy Long ngu ngốc đã bói sai quẻ khi đoán Chu Nhược Mai sẽ trúng tuyển ngày hôm qua. Bà Chu không vui vẻ gì với tin tức này cho lắm, vì chính bà đã trục xuất Nhược Mai ra khỏi Chu gia. Bởi vậy cô ấy mới đến tập đoàn đi quyền lực nhất cái đất quốc hòa này để ứng tuyển vào vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án. Người ngồi ở vị trí này có thể kiểm soát tất cả các dự án phát triển của tập đoàn DG và tất nhiên vị trí này cũng đem lại lợi ích không nhỏ, khiến bất kỳ ai cũng thèm thuồng muốn chiếm lấy. Điều đáng nói là, dù tập đoàn Digi đã đình chỉ hợp tác với Chu Gia, nhưng cháu gái của bà vẫn có thể đàng hoàng đảm nhận chức vụ này. Nếu cô ấy có thể giúp đỡ một chút, đẩy một số dự án cho gia đình, Chu Gia chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Nghĩ đến đây, bà Chu lập tức tổ chức một cuộc họp gia đình để tìm cách thuyết phục Chu Nhược Mai tái hợp tác với Chu Gia. Hiện giờ Nhược Mai nhà chúng ta đang làm giám đốc phát triển dự án của tập đoàn DG mọi người hãy nhanh chóng nghĩ cách gì đó thuyết phục con bé để nó giúp đỡ Chu gia chúng ta. Bà Chu mở lời, bà, cháu không nghĩ chị ta sẽ chấp nhận điều đó đâu, có nài nỉ chị ta cũng vô ích. Chu Lệ Ngọc gắt gỏng nói, cháu không hỏi, làm sao biết nó có giúp hay không, bà Chu nói. Bà nghĩ xem, trong mấy năm qua, Nhược Mai và chồng chị ta Uy Long đã bị chúng ta chế giễu và sỉ nhục như thế nào? Giờ đây chị ta có thể may mắn đảm nhận vị trí quan trọng đó, còn chúng ta thì đang lâm vào khó khăn. Chị ta có thể rộng lượng mà xí xóa tất cả để giúp chúng ta sao?" Chu Lệ Ngọc nói, "Trời ơi, nếu ta biết Nhược Mai có thể có ngày hôm nay, ta đã đối xử với con bé tốt hơn rồi." Bà Chu có vẻ rất hối hận vì điều đó. Sau đó bà lại nói, "Tóm lại, chuyện này liên quan đến tương lai của toàn bộ Chu gia. Cho dù có phải dùng cách nào, chúng ta cũng phải làm để Nhược Mai bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ chúng ta." Bà không nhớ sao? khi bà đuổi cổ Huy Long và chị Nhược Mai tối hôm đó, Huy Long đã nói, đừng bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của Nhược Mai nữa. Lúc đó bà còn nói chắc nịch là có chết cũng không cần. Bây giờ bà lại kêu chúng cháu thực hiện điều đó, như vậy có phải rất hoang đường không? Chu Hoàng Lâm nói, ta không nói rằng ta sẽ đi cầu xin Nhược Mai, việc này sẽ được giao cho mấy đứa các cháu. Chỉ cần các cháu có thể thuyết phục Nhược Mai giao cho Chu ra một số dự án, các cháu sẽ có phần thưởng. Bà Chu nói, nhưng mà, lúc đó chúng ta còn nói chỉ con chó mới phải đi nhờ vả chị ta. Bây giờ nếu chúng ta vẫn mặt dày mà đi, chẳng phải rất xấu hổ sao? Chu Hoàng Lâm không ngờ rằng bà Chu sẽ giao việc này cho mình nên rất bối rối. "Phải, lúc đó cháu cũng đã nói rằng ngay cả con chó cũng không cần nhờ vả chị ấy. Bây giờ mà phải đi nhờ vả thật thì nhục nhã đến chết mất." "Cháu không đi đâu." Chu Lệ Ngọc khó chịu nói và quyết tâm từ chối nhiệm vụ này. "Sĩ diện của tụi bay đáng mấy đồng?" đâu ai kêu tụi bay nói như vậy lúc đó tự làm thì tự chịu đi hai đứa hãy mau đi nhận lỗi với nhược mai đi con bé vốn hiền lành có thể nó sẽ mùi lòng mà giúp đỡ chúng ta việc này sẽ quyết định việc chu gia có thể vươn tới đỉnh cao hay không vì vậy chúng ta chỉ có thể thành công chứ không được phép thất bại mấy đứa phải cố gắng làm nhược mai mùi lòng ngay cả khi phải quỳ xuống để nhận lỗi mấy đứa cũng phải làm cho bằng được bà chu gia lệnh chu lệ ngọc và chu hoàng lâm nghe vậy dù trong lòng không cam tâm, họ vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận. Thiên Thành sau khi xử tử Đỗ Tuân và Cao Đông Minh đêm qua, anh ta đã ngay lập tức đáp chuyến bay trở về Khánh Hòa. Ngày cưới của Uy Long đang ngày càng gần, mặc dù Thiên Thành đã sắp xếp nhân sự để lên kế hoạch cho đám cưới, anh ta vẫn cảm thấy rằng nó chưa đủ hoàn hảo. Vì vậy, Thiên Thành vội vã trở lại Khánh Hòa trong đêm, để sáng sớm hôm sau, anh ta có thể gặp chủ nhân của các gia tộc lớn và nhờ họ ra cao kiến. Thiên Thành đã liên hệ tất cả những bậc thầy trong mọi lĩnh vực từ kinh tế đến nghệ thuật, tập hợp họ lại và tổ chức một diễn đàn. Trong số đó tiêu biểu là cậu chủ Hà gia Hà Văn Sinh, cậu chủ Đàm gia Đàm Xuân Phong, cậu chủ Dương gia Dương Thành, Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Tú Trung, Lý gia thiếu chủ Lý Hạo. Tất cả họ đều là những người cực kỳ giàu có và coi tiền bạc chỉ là phù du. Tuy nhiên, khi Thiên Thành một chiến binh ba sao muốn gặp họ để xin lời chỉ giáo, họ rất vui lòng giúp đỡ. Uy tướng chúng tôi và cô Chu Nhược Mai chuẩn bị tổ chức một đám cưới lớn ở thành phố Quốc Hòa vào ngày 26 tháng này. Ngài ấy chắc chắn sẽ rất bất ngờ nếu các vị có thể đến Quốc Hòa chung vui. Thiên Thành nói, soái tướng chuẩn bị kết hôn, chắc chắn không thể thiếu quà của Hà Gia rồi. Hà Văn Sinh nói, thật vinh dự cho đàm gia nếu có thể tham dự đám cưới của uy tướng. Tôi nhất định sẽ tới uống rượu mừng. Đàm Xuân Phong lên tiếng, Dương Thành tôi là người thích vui chơi, dù huy tướng có ở xa đến đâu, tôi cũng sẵn sàng tới đó." Vị thiếu chủ trẻ tuổi tên Dương Thành nói tinh nghịch, "Soái tướng đã đóng góp không ít cho đất nước, nhờ anh ấy mà tất cả chúng ta có thể sống và làm việc cho tới nay. Giờ đây anh ấy chuẩn bị thành gia lập thất, Tú trung nhất định sẽ mang đến cho anh ấy một bất ngờ." Trịnh Tú trung cũng góp giọng, "Có thể tham dự đám cưới của huy tướng là phúc phần của Lý gia tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này." Lý Hạo nói. Các thiếu chủ trẻ đều tỏ ra rất hào hứng với sự kiện này. Họ hiển nhiên biết rằng gia tộc của họ cần phải nể trọng Uy Long. Uy Long là đại hộ tướng mạnh mẽ của quân đội, người có thể bảo vệ cả một nửa đất nước. Đối với một gia tộc giàu có, kiếm tiền vô cùng quan trọng, nhưng bảo vệ gia tài ấy mới thực sự khó khăn. Bởi họ có thể bị kẻ xấu giết hại bất cứ lúc nào. Vì vậy, họ rất xem trọng các mối quan hệ với lực lượng an ninh quốc gia, đặc biệt là Uy Long một nhân tài quân sự hiếm có. Tất nhiên, họ sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần họ có được mối quan hệ tốt với Uy Long, họ có thể bảo vệ gia đình an toàn. Hiện giờ chúng tôi đang thiếu những chiếc xe sang trọng để đón khách tham dự tiệc cưới. Mọi người có thể đưa một số chiếc xe như thế tới cho Uy tướng. Còn về quà biếu hay thứ gì đó tương tự, tôi nghĩ không quá quan trọng. Các vị cứ làm gì mình muốn, Thiên Thành nói. Chương 22 chủ tính. Được thôi tôi sẽ cho người đưa những chiếc xe sang trọng nhất của Hà gia đến Quốc hòa Hà Văn Sinh nói đừng nói chỉ một vài chiếc xe cho dù là một trăm chiếc tôi cũng lo liệu được nhất định không để soái tướng phải thất vọng Đàm Xuân Phong hồ hởi việc này chỉ là chuyện nhỏ không thành vấn đề Dương Thành tiếp lời đó là vinh dự của chúng tôi hôn lễ của uy tướng đâu thể thiếu những món quà như thế được Trịnh Tú Trung nói kinh doanh xe hơi cao cấp là thế mạnh của gia đình chúng tôi xem ra công việc này cuối cùng cũng có ích lý hạo nói tôi không muốn làm phiền các vị nhưng nghe nói em họ cô chu và cậu chủ trần gia sẽ cưới cùng ngày với soái tướng họ cố tình tổ chức đám cưới vào cùng một ngày với soái tướng chúng ta cốt là để làm nhục soái tướng phu nhân nếu soái tướng không thể tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn họ ngài ấy sẽ buộc phải chấp thuận yêu cầu của chu gia mà ly hôn với cô chu thiên thành nói mặc dù uy long không hề nói với thiên thành về sự việc này nhưng ngày hôm qua tin tức đó đã lan rộng khắp quốc hòa anh ta dĩ nhiên cũng nghe được ít nhiều trên đời còn có loại người này sao dám cả gan thách thức uy tướng thật là không biết lượng sức cô em này hẳn là tâm thần phân liệt rồi cô ta có tư cách gì mà đòi so sánh với uy tướng phu nhân ngài đây không cần lo lắng bọn họ căn bản không có khả năng đó tôi chắc chắn như vậy có thể có được một chàng rể như soái tướng chu gia kia hẳn là được nhờ phúc phần tám đời tổ tiên để lại trên đời được mấy gia tộc may mắn như thế, vậy mà còn dám buộc ngài ấy ly hôn, đúng là có mắt mà không thấy thái sơn. Tất cả các vị chủ nhân ở đó đều tỏ ra phẫn nộ. Được rồi, không cần phải trần trừ thêm nữa, bây giờ tôi quay về quốc hòa ngay lập tức. Tất cả mọi người, xin hãy hỗ trợ tôi một chút, tới sáng ngày 26, những chiếc xe thời thượng nhất của các vị phải có mặt ở ngoại thành quốc hòa. Sau đó chúng ta sẽ cùng tiến vào thành phố theo những hàng dài và đón cô dâu cùng soái tướng. Thiên Thành nói đầy khí thế. Tối hôm đó, khi Chu Nhược Mai vừa đi làm về, cô bỗng bắt gặp Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đang đứng chờ ở cửa. Hai người đang làm gì ở đây? Chu Nhược Mai không cảm thấy vui vẻ gì khi thấy họ nên hỏi thẳng thừng. "Chào chị, xin lỗi đã đến đường đột như thế này, tụi em chỉ muốn thăm hỏi chị một chút thôi, ngoài ra cũng có một số chuyện muốn bàn bạc với chị." Chu Hoàng Lâm nói. "Có chuyện gì vậy?" Chu Nhược Mai hỏi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Nghe nói giờ chị đã là giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn DG, xin chúc mừng chị." Chu Hoàng Lâm nói và cười một cách giả tạo, "Hãy đi vào vấn đề chính đi, mấy người muốn gì ở tôi?" Chu Nhược Mai bắt đầu tỏ ra hết kiên nhẫn. "Được rồi, vậy tôi sẽ nói thẳng, bà nội yêu cầu chúng tôi đến gặp chị, muốn nhờ chị chuyển giao một số dự án của tập đoàn DG cho công ty của Chu gia." Chu Lệ Ngọc trực tiếp nói rõ mục đích của mình. "Ồ, chẳng phải chính bà ấy đã đuổi tôi ra khỏi công ty sao còn cô thậm chí đã nói rằng chỉ có con chó mới phải nhờ cậy đến tôi vậy mà giờ hai người vẫn còn mặt mũi đến đây chu nhược mai khoanh tay lại và cười khinh bỉ nhược mai thật sự thất vọng với chu gia hiện giờ tất cả họ giờ đây đều đã trở thành những kẻ thực dụng và lật lọng sẵn sàng trà đạp lên nhau cô tự hỏi từ lúc nào mà chu gia lại trở nên mục ruỗng đến như thế khi cô gặp khó khăn và yếu thế họ sẵn sàng vùi dập không thương tiếc, nhưng khi cô trở nên có giá trị, họ lại nịnh nọt fan xin. Chúng tôi rất tiếc vì những hành động thiếu tôn trọng chị trước đây, nhưng dù sao chị vẫn là người chu gia, vẫn mang dòng máu chu gia. Vậy nên hãy vì gia tộc mà bỏ qua chuyện cũ, hãy khôi phục hưng thịnh của chu gia chúng ta. Chu Lệ Ngọc chưa từng phải xuống nước trước chị họ mình. Đây đã là thái độ khiêm nhường nhất của cô ta. Xin lỗi, tôi không thể giúp gì đâu. Chu Nhược Mai nói. Chị, chị không thể rộng lượng một chút sao, thậm chí còn không giúp đỡ gia đình mình. Chu Lệ Ngọc bỗng đổi sắc mặt, không phải là tôi không thông cảm, nhưng tôi thực sự không có khả năng đó. Chủ tịch tập đoàn DG đã tuyên bố là tất cả các đối tác đều có thể do tôi quyết định, trừ Chu ra. Thực lòng Nhược Mai cũng muốn giúp đỡ gia đình mình. Suốt cuộc, cô cũng là một thành viên Chu Thị, cha cô vẫn đang làm việc trong công ty nhà họ Chu. Nhưng chủ tịch đã ra quyết định, và cô ấy không thể trái lời. Cô mới chỉ làm việc được mấy ngày, sẽ không tốt chút nào nếu cô dám vi phạm quy định của chủ tịch. Xin lỗi, chuyện này có phải quá vô lý rồi không? Chị cũng là một người của Chu gia kia mà. Nếu chị đã trở thành giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn DG, tại sao chị không thể giúp gia đình hợp tác chứ? Hay là chị cho rằng tất cả chúng tôi đều ngu ngốc nên sẽ không nhận ra điều đó? Tin hay không tùy hai người, Chu Nhược Mai chẳng muốn mất thời gian giải thích đừng tưởng rằng chỉ có được một công việc tuyệt vời trong DG thì có thể kiêu ngạo với tụi này. Ngay cả khi Chu Gia không hợp tác với tập đoàn DG, chúng tôi vẫn có thể sống tốt. Anh, đi thôi, Chu Lệ Ngọc nói rồi bỏ đi một cách giận dữ. Cô được lắm, sau này giữa chúng ta không còn quan hệ chị em gì nữa. Chu Hoàng Lâm hét lớn và chạy theo Chu Lệ Ngọc. Uy Long đã biết Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm vừa đến. Ban đầu, anh muốn đợi họ cầu xin nhược mai thật thảm thiết, sau đó mới nể tình mà giao cho chu gia một số dự án thực sự anh không phải là một người nhỏ nhen dù cho chu gia có đối xử tệ bạc với anh đến đâu nhưng thật không ngờ các anh em chu hoàng lâm lại kiêu ngạo và có cái tôi quá lớn như vậy chưa gì họ đã hết kiên nhẫn và bỏ đi uy long không có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi tới khi bọn họ thực sự biết hối cải có lẽ họ sẽ quay lại nhờ cậy một cách chân thành uy long chủ tịch của tập đoàn là bản thân của anh anh có thể thương lượng với anh ấy và để tôi sắp xếp một số dự án cho chu gia không chu nhược mai đến nhà bếp và nói với uy long anh không ngờ nhược mai lại hào phóng như vậy vẫn biết là cô ấy tốt bụng tính tình đa sầu đa cảm nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho chu gia rồi đúng là tôi có quen thân với anh ấy nhưng dù sao em chỉ mới nhậm chức được mấy ngày chu lệ ngọc thì rõ ràng không hề chân thành khi nhờ cậy chúng ta tôi đâu thể dễ dàng cho họ điều họ muốn chứ nhược mai à nếu em vẫn cứ tốt bụng như vậy, họ chỉ càng lợi dụng em mà thôi. Khi nào họ thực sự thành khẩn để nói chuyện với em, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Uy Long nói bình thản. Uy Long đã yêu cầu Thiên Thành mua lại tập đoàn DG với số tiền khổng lồ 100.000 tỷ đồng, tất cả chỉ để Chu Gia có thể nhìn nhược mai với ánh mắt khác và tôn trọng cô ấy hơn. Tuy nhiên, Chu thị này không những không tỏ ra biết điều mà thậm chí còn thiếu tôn trọng, trách mắng nhược mai. Như vậy, nếu anh vẫn chịu giúp đỡ bọn họ thì số tiền đó còn ý nghĩa gì nữa. Lòng tốt cũng có giới hạn, không thể giúp đỡ ai đó một cách quá dễ dàng. Thế thì thôi vậy, chúng ta sẽ nói về nó sau. Chu Nhược Mai không muốn ép buộc chồng mình. Dù sao, người bạn bí ẩn của Uy Long cũng đã giúp cô, để cô trở thành giám đốc của bộ phận phát triển dự án. Cô không thể lại đòi hỏi một sự giúp đỡ khác, và lại, cô cũng không thực sự hài lòng với thái độ của anh em Chu Lệ Ngọc. Chấm chấm. Trên đường về, Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách chống chế với bà Chu. Ngay khi trở về nhà, Chu Lệ Ngọc đã khóc rất lớn, "Bà ơi, chị Nhược Mai không biết nghĩ cho gia đình gì cả. Cháu đã phải quỳ xuống và cầu xin chị ấy, nhưng chị ấy vẫn không chịu giúp chúng ta." "Đúng vậy, chị ta thật sự là lòng dạ sắt đá. Đã không chịu giúp đỡ gia đình, lại còn cố tình làm bẽ mặt chúng cháu." Chu Hoàng Lâm cũng lặp lại, "Nhược Mai thực sự không thông cảm sao?" bà chu không tin lắm lời hai người cháu này bà là người nhìn nhược mai lớn lên bà biết đó là đứa trẻ hiền lành tốt bụng và dễ dàng thông cảm với mọi người vâng bây giờ chị ấy đã là giám đốc của bộ phận phát triển dự án của tập đoàn digi chị ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi chị ấy tự cho bản thân mình xuất sắc nên chẳng còn coi ai ra gì nữa chu lệ ngọc nói nhược mai còn nói rằng bà đã trục xuất chị ấy khỏi chu ra chị ấy rất hận bà cho dù bà có đến tận nhà để nhờ vả chị ấy cũng nhất quyết không giúp đỡ. Chu Hoàng Lâm nói, phải, chị ta nói ngay cả bố mẹ chị ấy đến cầu xin cũng vô ích, chị sẽ không bao giờ chấp thuận đâu. Chu Lệ Ngọc tiếp tục thêm dầu vào lửa, chị ta thật sự quá quát lắm, chúng ta không cần phải nhờ vào loại người này. Dù sao, công ty của Chu Gia vẫn có thể phát triển mà không cần hợp tác với tập đoàn DG. Chu Hoàng Lâm nói, còn Uy Long nữa, hắn ta là một người rất hẹp hòi, lại kiêu ngạo, chúng ta phải chú ý đến hắn. Uy Long đã nói rằng hắn ta nhất định sẽ trả lại chúng ta sự sỉ nhục mà hắn đã phải chịu đựng ở Chu Gia suốt mấy năm qua. Chu Lệ Ngọc vẫn chưa chịu ngừng dối trá. Thật sự có chuyện này sao? Không thể tin được, ta đúng là tức chết mà. Bà Chu run lên vì tức giận, chúng ta đã phải nuôi hai kẻ vô ơn trong mấy năm qua. Phải, cháu không ngờ họ lại là những người như vậy. Chu Lệ Ngọc nói, không phải Uy Long đã nói hắn sẽ tổ chức đám cưới cho Nhược Mai vào ngày 26 lớn gấp trăm lần đám cưới của cháu Sao Lệ Ngọc, bà Chu đột nhiên đề cập. "Vâng, đúng là anh ta đã nói thế. Bà muốn nói gì à? Chu Lệ Ngọc hỏi. "Nhược Mai chắc chắn sẽ dốc hết tiền tiết kiệm của nó để đặt cọc cho đám cưới này, rồi sau đó cả hai sẽ trắng tay." Bà Chu giận dữ nói. "Hẳn là thế rồi, chẳng lẽ bà có cao kiến gì khác ạ?" À? Chu Lệ Ngọc hỏi lại. Chương 23 có gì bí mật? Lệ Ngọc, nếu Uy Long đã muốn đua với cháu như vậy, hãy ngay lập tức bảo Trần Thiếu bao chọn hai tầng trong. Khách sạn New Century, nếu gia đình cậu ta không sẵn sàng trả nhiều tiền như vậy, chúng ta sẽ tự chi trả. Còn nữa, hãy mời những người giàu có và nổi tiếng nhất vùng đến uống rượu cưới của cháu. Để xem anh ta định so sánh với cháu như thế nào. Bà Chu giận dữ nói, bà nói hay lắm, cháu sẽ thông báo ngay cho An Khang, đồng thời bảo anh ấy mời thêm thật nhiều khách VIP tới để lễ cưới trở nên long trọng nhất có thể. Chu Lệ Ngọc hào hứng nói. Cô ta không ngờ rằng việc xuyên tạc những lời nói của Chu Nhược Mai lại có thể khiến bà nội tức giận tới như vậy. Huy Long đã nói rằng nếu lễ cưới của cậu ta không hoành tráng bằng cháu thì cậu ta sẽ đồng ý ly hôn với Nhược Mai. Ta sẽ tìm ai đó giúp họ viết một thỏa thuận ly hôn vào ngày 26, hãy để cả hai cùng có mặt để ký đơn ly hôn luôn, rồi chúng ta sẽ đuổi tên khốn Huy Long đó ra khỏi nhà. Bà Chu nói tiếp như vậy thì ngày hạnh phúc nhất của cháu sẽ trở thành ngày đau khổ nhất của chị ta phải không bà? Chu Lệ Ngọc mỉm cười, phải khiến cho tụi nó mất mặt, nếu không ta sẽ khó mà nuốt được cục tức này. Bà Chu nói, ngày hôm sau, tất cả các nhân vật có máu mặt trong thành phố quốc hòa từ mọi tầng lớp đều nhận được lời mời dự tiệc cưới của Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc. Trần Gia và Chu Gia đều là những gia đình tương đối bể thế ở quốc hòa. Nếu hai gia đình này trở thành thông gia, dĩ nhiên các ông lớn sẽ không bỏ lỡ sự kiện này. Nhà họ Trần đã đặt thêm hai tầng trong khách sạn New Century, bởi sẽ có thêm rất nhiều người được mời và một tầng khách sạn e là không thể đủ. Uy Long đang rảnh rỗi trong mấy ngày này, vì vậy anh lặng lẽ đến tập đoàn DG và gọi Ngô Tường Ninh đến văn phòng của mình. "Chủ tịch, xin vui lòng cho tôi biết nếu ngài cần bất cứ điều gì." Ngô Tường Ninh hỏi ngay khi cô bước vào. "Không có gì." vợ tôi giờ đã làm việc ở đây mọi chuyện ổn cả chứ uy long hỏi phu nhân thực sự có thiên phú trong lĩnh vực này và dễ dàng nắm bắt công việc mọi chuyện rất suôn sẻ thưa ngài hiện tại chúng ta không gặp phải khó khăn nào ngô tường ninh nói tốt lắm uy long mỉm cười và ánh mắt anh đột nhiên dừng lại một chút ở chỗ ngô tường ninh anh nhận thấy giám đốc ngô đang mặc một bộ sút công sở màu đen vóc dáng nuột nà với ba vòng chuẩn chỉnh ngực đầy đặn và hơi lấp ló qua lớp áo cổ tim màu trắng bên trong, đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc váy ngắn trông rất thu hút. Đây là lần đầu tiên Uy Long nhìn cô một cách thực sự nghiêm túc. Ngô Tường Ninh bắt gặp ánh mắt của Uy Long, đột nhiên cảm thấy hồi hộp, tim đập liên hồi. Sao chủ tịch lại nhìn mình như vậy? Nếu anh ấy có tình ý với mình, mình nên làm thế nào đây? Uy Long là người đã có gia đình, Ngô Tường Ninh cũng không phải kiểu phụ nữ lẳng lơ. Tuy nhiên, với một người đàn ông đẹp trai, đường hoàng và có thế lực như anh ta điều này chưa hẳn là không tốt trái tim của ngô tường ninh đập liên hồi khi nghĩ về những điều đó khuôn mặt bình thường lạnh lùng bỗng đỏ bừng cô ninh sao mặt cô lại đỏ lên vậy cô cảm thấy khó chịu chỗ nào à uy long ngạc nhiên không không tôi vẫn ổn ngô tường ninh giật mình định thần lại anh ta cũng thật là nhìn chằm chằm vào cô như vậy cô có thể không đỏ mặt sao không sao thì tốt tôi muốn nhờ cô một việc uy long nói đó là chuyện gì, xin chủ tịch cứ nói." Ngô Tường Ninh nói. "Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngày sau ngày mai là ngày 26, vợ tôi và tôi sẽ tổ chức đám cưới, nhưng hiện giờ chỉ có một người bạn gái của cô ấy làm phù dâu. Tôi nghĩ chỉ có một phù dâu là quá ít, vì vậy tôi muốn nhờ cô đến ngày 26 này có thể trở thành phù dâu cho cô ấy, cô nghĩ sao?" Uy Long hỏi vừa nãy anh đã cẩn thận nhìn ngô tường ninh từ đầu đến chân và cảm thấy cô ấy hoàn toàn phù hợp để trở thành phù dâu cho nhược mai ngoài ngoại hình và vóc dáng đẹp ngô tường ninh còn là tổng giám đốc của tập đoàn dg và hiện tại đang là cấp trên của chu nhược mai nếu tường ninh có thể làm phù dâu cho vợ anh chắc chắn sẽ khiến chu gia tức đỏ mắt ngô tường ninh nghe uy long nói điều này đã ngơ ngác mất một lúc thì ra anh ấy đang nghĩ về điều này uy long chỉ muốn tìm một phù dâu cho vợ mình tường ninh cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng hơi hụt hẫng một chút có vẻ cô không thực sự cuốn hút cho lắm chuyện này không liên quan gì đến công việc đây hoàn toàn là vấn đề riêng tư vậy nên nếu cô không muốn cô có thể từ chối uy long nói xong và im lặng nhìn ngô tường ninh nghĩ rằng cô ấy có vẻ không sẵn lòng không đó là vinh dự của tôi tôi hoàn toàn không cảm thấy phiền khi trở thành phù dâu cho vợ chủ tịch giám đốc ngô nói sớm hay muộn chu nhược mai cũng sẽ là chủ tịch của tập đoàn dg đây chính là cơ hội để tường ninh xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy. Vậy thì tốt rồi, nhân tiện, cô có thể đưa vợ tôi đi chọn váy cưới và chọn bối cảnh lễ cưới đẹp nhất cho cô ấy được không? Tiền không thành vấn đề, chỉ cần trả trực tiếp từ nguồn tài chính của công ty. Sau đó, vào ngày 26, cô và vợ tôi, cùng bạn gái của cô ấy, sẽ đến chu gia và đợi gặp tôi ở đó. Uy Long nói, không vấn đề gì, tôi sẽ ghi nhớ việc này. Ngô Tường Ninh nói, vậy cảm phiền cô nhé cảm ơn uy long mỉm cười nhân tiện hôm nay hai nhà họ trần và họ chu đã gửi thiệp mời cưới cho tất cả những người có máu mặt trong thành phố chủ tịch đã nghe về điều này chưa ngô tường ninh hỏi tôi có nghe nói nhưng không cần lo lắng về họ chẳng qua họ chỉ đang cố gậy sự chú ý cứ việc để họ làm những gì họ muốn đi uy long nói và cười khẩy nhưng chẳng phải chủ tịch cũng đã tuyên bố rằng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho vợ mình và lớn gấp trăm lần bọn họ sao bây giờ những người nổi tiếng trong thành phố đều đã được mời đến đám cưới của họ ngài không lo là lúc đó lễ cưới của ngài sẽ rất vắng vẻ sao tường ninh lo lắng hỏi cô không cần phải lo lắng về điều này đã có người sắp xếp ổn thỏa cho tôi và tôi hứa là cô sẽ không phải xấu hổ khi làm phù dâu cho chúng tôi ngày hôm đó uy long nói vâng chỉ là tôi có chút thắc mắc ngô tường ninh nói nhỏ nhẹ có chuyện gì vậy uy long hỏi tại sao một người giàu có như chủ tịch lại sẵn sàng vào ở rể tại Chu Gia và chịu đựng sự khinh miệt của họ. Ngô Tường Ninh tò mò, đơn giản là vì tôi yêu cô ấy, tôi sẵn sàng bỏ qua mọi thứ hào nhoáng khác để được ở bên cô ấy. Uy Long nói, cha, vợ ngài thật may mắn. Ngô Tường Ninh cười nói và có phần ganh tị với Chu Nhược Mai. Được rồi, giờ cô có thể trở về làm việc được rồi. Uy Long nói, vâng, tôi xin phép. Ngô Tường Ninh nói xong và lặng lẽ bước ra ngoài. Ngay sau khi giám đốc Ngô rời đi, Uy Long đã nhận được một cuộc gọi từ Thiên Thành. Chuyện gì vậy? Uy Long hỏi. Anh Long, giờ anh đang ở đâu? Tôi có vài điều quan trọng cần nói trực tiếp với anh. Thiên Thành nói, tôi đang ở trong văn phòng chủ tịch tập đoàn DG, hãy đến đây đi. Uy Long nói, được rồi, tôi sẽ tới ngay. Mười phút sau, Thiên Thành đến văn phòng của Uy Long. Có chuyện gì vậy? Uy Long lại hỏi. Anh Long, đây là chuyện tuyệt mật, trong văn phòng này có camera giám sát, không tiện nói. Chúng ta hãy lên sân thượng đi, Thiên Thành nói. Được rồi, chúng ta hãy lên sân thượng, Uy Long nói. Nói xong, cả hai đi lên tầng thượng của tòa nhà tập đoàn DG. Đó là tòa nhà cao nhất thành phố Quốc Hòa, chỉ riêng thời gian đi thang máy lên đỉnh tòa nhà cũng mất khoảng 10 phút. Sau khi lên sân thượng, Uy Long hỏi lại, chuyện gì mà bí mật vậy? Chương 24 gia tộc lớn. Uy Long tôi đã đi quốc tây ngày hôm qua và gặp tổng chỉ huy ngài ấy đã gửi xác lệnh bí mật và phong anh là long thần chiến em đã đọc qua xác lệnh rồi mọi thứ đều ổn thỏa anh có thể tự mình xem nó này nói xong thiên thành lấy ra một tập hồ sơ bóng kính bên trong có bìa giấy lớn màu vàng in chìm biểu tượng hình rồng rồi đưa nó cho uy long uy long nhận lấy xác lệnh bí mật và đọc qua nó đại ý trong đó là lang quốc đang xâm phạm biên giới phía tây quốc gia và đất nước hiện tại đang gặp nguy hiểm Uy Long được đặc biệt đề tên là Long Thần Chiến, chỉ huy ba đội quân và có nhiệm vụ đẩy lùi kẻ thù ở biên giới phía Tây. Sau khi nhận được xác lệnh bí mật này, Uy Long cảm thấy có chút bối rối. Sau ba năm, cuối cùng anh đã được quay lại đơn vị để cống hiến. Vảy rồng luôn ẩn mình trong làn nước nhưng nó sẽ hóa rồng khi gặp bão tố. Uy Long bất giác nhìn lên bầu trời, anh cảm thấy thật khác lạ, thế là anh lại sắp trở lại với công việc của mình, với súng ống và đạn dược, dấn thân vào những chiến trường nguy hiểm. Uy Long, từ giờ trở đi, anh đã chính thức trở thành chiến thần với những người chiến binh tốt nhất trong tay và hàng trăm sư đoàn sẵn sàng nghe lệnh anh Thiên Thành nói. Được rồi, Uy Long tôi sẽ không phụ sự ủy thác của đại tướng và đất nước, kẻ nào dám xúc phạm biên giới quốc gia này, tôi sẽ chất xác của chúng thành núi và để cho máu chúng chảy thành sông. Uy Long nói, quá tốt rồi, chỉ cần uy tướng xuất hiện, ai dám sinh sự với chúng ta nữa chứ ngày rỗ của chúng sắp đến rồi thiên thành nói tình hình tổ chức lễ cưới đến đâu rồi uy long bất chợt đề cập anh cứ yên tâm tôi đã mời một đội ngũ rất chuyên nghiệp lên kế hoạch và sắp xếp cho chúng ta mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch ngày hôm đó chắc chắn sẽ khiến anh bất ngờ thiên thành vui vẻ nói khách sạn thiên long cậu đã bao chọn gói chưa uy long hỏi lại đã xong thiên thành đáp thực ra cũng không cần phải quá phô trương Tôi đã hơi nóng nảy khi đề cập các điều kiện với cậu. Ngày cưới đã sát nút nhưng hiện giờ lực lượng của kẻ thù đang lớn mạnh và đất nước đang gặp nguy hiểm. Với tư cách là một chiến thần, tôi cần phải tới đó để đánh bại bọn chúng mà không có thời gian do dự, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên quá phô trương mà gây mất thời gian uy long nói. Anh hơi lo lắng rằng Thiên Thành đã quá phô trương và làm cho đám cưới ngày càng lớn hơn. Không sao đâu, trong vài năm qua, anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi một lễ cưới hoành tráng là không đủ để bù đắp cho những cống hiến của anh em đã thay anh gửi lời mời tới một số nhân vật có sức ảnh hưởng trong cả nước chúc mừng anh thiên thành nói cha vậy là tất cả các thiệp mời đều đã được gửi đi xem ra đã chót đâm lao thì phải theo lao thôi kế hoạch này cần phải được hoàn thành nhân tiện tôi đã để ngô tường ninh và bản thân của vợ tôi là nguyễn tú hằng làm phù dâu uy long nói vâng anh cứ tùy ý quyết định những việc này và để em lo liệu phần còn lại thiên thành nói một sự kiện quan trọng thế này nhất định cha nuôi tôi phải được mời đến chung vui cậu hãy thay mặt tôi đến nhà ông ấy trước uy long nói tuân lệnh dứt lời hai người đi xuống cầu thang và bước ra khỏi tòa nhà sau đó thiên thành theo lời uy tướng lái xe tới một nông trại ở vùng ngoại ô dù đã đi theo uy long trong nhiều năm thiên thành không hề biết rằng anh ta có cha nuôi trên đường uy long đã tâm sự với thiên thành một vài điều về thân thế của anh và mối quan hệ với cha nuôi cha nuôi uy long tên dương văn đoàn một cựu chiến binh sinh ra và lớn lên trong chiến tranh trong một trận chiến ác liệt chân phải của ông không may bị bắn trọng thương sau khi được chữa khỏi chân bị dị tật và trở nên khập khiếng ông phải dùng nặng suốt phần đời còn lại vào thời điểm đó uy long và mẹ của anh bị gia đình đuổi ra ngoài phải lang thang đầu đường cuối phố ở quốc hòa Mặc dù họ đã gặp và được nhận sự giúp đỡ của ông cháu Chu Nhược Mai rồi sau đó định cư ở vùng ngoại ô, mẹ anh vẫn bị trầm cảm. Thời gian sau đó, ông Đoàn đã nhận nuôi Uy Long. Dù bị tàn tật ở chân phải, Dương Văn Đoàn vẫn là một cựu chiến binh lão luyện đã đóng góp không ít cho đất nước. Ông có một khoản trợ cấp ổn định hàng tháng, vì vậy việc nhận nuôi Uy Long không phải là vấn đề gì đó quá khó khăn. Uy Long dấn thân vào con đường quân đội, tất cả đều vì chịu ảnh hưởng của ông Đoàn. Hồi nhỏ Ông Đoàn thường nói với anh rằng những người đàn ông tốt nên trung thành phục vụ đất nước, bảo vệ đất nước và xây dựng công danh trên chiến trường. Bởi vậy sau này, Uy Long đã kiên quyết gia nhập quân đội và có thành tích xuất sắc trên chiến trường. Danh hiệu uy tướng cũng ra đời từ giai đoạn đó. Đến 3 năm trước, không biết lý do tại sao Uy Long bị trục xuất khỏi quân đội và phải trở lại việc đồng áng. Ông Đoàn cũng không biết điều này, dù hai người vẫn thường xuyên tâm sự. Suốt mấy năm qua, dù Huy Long phải tới Chu Gia làm rể, anh vẫn luôn dành thời gian để đến thăm ông mỗi tháng. Chiếc xe nhanh chóng được lái đến cửa nhà ông Dương Văn Đoàn ở ngoại ô thành phố. Thiên Thành trông thấy một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi với khuôn mặt khắc khổ đang ngồi ở cửa, ông đang hút một điếu thuốc khô bằng ống. Không cần hỏi, anh cũng biết đó chính là cha nuôi của Huy Long, Dương Văn Đoàn. Ông Đoàn thấy con trai mang theo một vị tướng mặc đồng phục quân đội và có huy hiệu trên vai, đã rất bất ngờ uy long là con phải không ông cố gắng đứng dậy hỏi bố đây là bạn con thiên thành uy long giới thiệu kính chào ngài thiên thành đã long trọng đáp lại và giơ tay chào theo tác phong quân đội với ông dương nghe câu chuyện uy long kể về ông dương anh đã rất kính phục vị anh hùng già này chào cậu ông cũng vui vẻ gửi chào lại theo kiểu quân đội với anh ta mặc dù chân ông đứng không vững được rồi bố ơi chúng ta hãy vào nhà nói chuyện Uy Long vừa nói vừa đỡ bố nuôi bước vào nhà. Vào nhà, Uy Long mở cửa và nói: "Bố ơi, lần này chúng con đến đây có hai tin vui muốn báo với bố." "Tin vui à, con mau nói đi." Ông Dương thấy một quân nhân đi vào cùng Uy Long thì đoán chừng có điều gì đó không tốt nên ông có vẻ hơi căng thẳng. Hiện tại quân ngoại xâm đang xâm phạm biên giới nước ta, đại tướng đã gửi sắc lệnh bí mật phong con là Long thần chiến, lãnh đạo hàng triệu binh lính đi đến phương tây để đánh tan kẻ thù. Uy Long đem sắc lệnh bí mật kia ra đưa cha xem. Ông Đoàn cầm lấy sắc lệnh, tay ông ấy bỗng run lên vì phấn khích. Tốt lắm, tốt lắm, con trai tôi cuối cùng đã được quay lại quân đội và lấy lại chiến tích. Cuối cùng con cũng lại có thể chiến đấu cho đất nước một lần nữa. Ta đã biết từ lâu rằng sớm muộn gì cũng có ngày này. Dương Văn Đoàn bật khóc vì mừng rỡ. "Kia bố, sức khỏe bố không tốt, đừng quá xúc động." Uy Long nói. "Thằng nhóc này, tin tốt như vậy" ta có thể không vui mừng sao? Ông Dương lau nước mắt, "Được rồi, được rồi, bố hãy cứ vui mừng đi, đợi bố bình tĩnh lại, con sẽ kể cho bố tin tốt thứ hai." Uy Long nói, "Thôi, đừng vòng vo nữa, nhanh nói tin tốt thứ hai đi." Ông háo hức hỏi. "Tin vui thứ hai là vào ngày mai, nhược mai và con sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng tại khách sạn Thiên Long và cậu Thiên Thành đây đã sắp xếp ổn thỏa cho con." Uy Long cười đáp, "Tốt, quá tuyệt vời." con đã phải chịu đựng tủi nhục suốt 3 năm từ khi vào Chu gia. Lần này, với tư cách là một long thần chiến, con đã có thể tổ chức một đám cưới và khiến Chu gia mở mắt, Dương Văn Đoàn hồ hởi nói. Tất nhiên, ông cũng biết rằng Huy Long và Chu Nhược Mai đã không tổ chức đám cưới ngay khi họ kết hôn 3 năm trước. Thế nên bố à, ngày mai con sẽ cử ai đó đến đón bố tới khách sạn Thiên Long để tham dự lễ cưới của chúng con. Huy Long nói, trời ơi, ta thậm chí không dám nghĩ về nó, sự kiện lớn như thế không phù hợp với người như ta." Ông Dương nói, "Đám cưới của con, làm sao có thể thiếu bố được? Bố nhất định phải đến chứ. Bố sinh ra từ trong bom đạn, có nghịch cảnh nào mà chưa từng thấy, đừng lo lắng về điều đó." Uy Long nói, "Ta chỉ là một ông già tồi tệ với cái chân què, còn con là chiến thần, nếu ta đi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của con và mọi người trong Chu gia cũng sẽ cảm thấy xấu hổ." Ông nói, "Ôi trời ạ, à, bố đang nói gì vậy?" đừng quá lo lắng người là bố nuôi của long thần chiến cơ mà ai dám coi thường bố chứ nếu hồi đó mà con không có bố mẹ bên cạnh sẽ chẳng thể có uy long ngày hôm nay bố đừng lo có con ở đây không ai dám bình luận gì đâu uy long trần an chú dương chú là vị anh hùng đã hy sinh và cống hiến cả cuộc đời cho đất nước là hình mẫu để những quân nhân như cháu học hỏi mọi người đều sẽ ngưỡng mộ chú mà ai dám tỏ thái độ coi thường Cháu sẽ là người đầu tiên xử lý hắn, Thiên Thành cũng an ủi. Chương 25 nhiệm vụ bất ngờ. "Bố, bây giờ con chỉ có bố là người thân duy nhất thôi. Nếu cả bố mà cũng không đi, người khác sẽ nghĩ con như thế nào? Nếu không có bố chúc phúc, lễ cưới của con còn có ý nghĩa gì?" Uy Long nói với giọng buồn rầu. "Thôi được, nếu đã vậy, ta sẽ tới." Ông Dương nói. "Vậy tốt quá rồi, Thiên Thành, hãy nhớ sắp xếp người đến đón bố tôi." uy long dặn dò vâng tôi sẽ ghi nhớ thiên thành nói giờ thì uy long hãy mau đi giết một con gà và nấu vài món cây nhà lá vườn chúng ta hãy uống vài ly hôm nay ta đang rất vui ông dương cười nói vâng con sẽ đi làm ngay nói xong uy long liền đứng dậy đi vào bếp uy long để đó cho em thiên thành nào dám để long thần chiến nấu cơm thiết đãi mình nên vội vàng đứng dậy ngay hôm nay cậu là khách ở đây không cần câu nệ cấp trên cấp dưới gì cả, và lại cậu cũng không quen thuộc địa hình nhà tôi, cứ ngồi trò chuyện với bố tôi một lát, tôi làm xong ngay thôi. Uy Long nói, phải, Thiên Thành, chỉ cần ngồi xuống đó, để Uy Long nhà ta làm cơm, coi vậy thôi chứ nó nấu ăn ngon lắm. Dương Văn Đoàn vừa nói vừa cười lớn, Thiên Thành đành phải ngồi xuống trò chuyện với ông. Quả thật Uy Long rất thành thạo những việc bếp núc, chỉ một lát sau anh đã bày ra một bàn nhậu nhỏ với rượu và vài món nhắm bắt mắt, tất cả cùng ngồi lại với nhau uống một chút rượu. Chú Dương, cháu kính chú một ly, Thiên Thành nói và dơ ly của mình lên, Chào uy tướng rất vui vẻ tiếp rượu của anh ta. Sau vài ly rượu, ông Dương nói, uy long, lần này con trở lại đơn vị, nhất định phải giữ vững được hòa bình của đất nước. Bố đừng lo lắng, con sẽ không để những kẻ ngoại xâm đó có cơ hội nào đâu. Uy Long nói, tốt lắm, không hổ là con trai ta nuôi dậy, đợi ngày con chiến thắng trở về, chúng ta sẽ uống tiếp nhé. Vâng, khi con không có nhà, bố nhớ phải tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe thật tốt, đợi con quay về. Yên tâm đi, xương cốt của ta còn tốt lắm." Ông Dương nói và cười lớn. Trước khi Uy Long và Thiên Thành rời đi, Dương Văn Đoàn dặn dò con trai, "Được quay trở lại lần này, con phải nhớ lấy như một bài học, phải biết cách kiềm chế bản thân và không được lặp lại những sai lầm tương tự." "Con hiểu rồi." Uy Long lễ phép đáp lại. Trên đường về, anh nói với Thiên Thành, "Ngày mai cậu hãy nhớ sắp xếp người đến đón tôi. Em nhớ rồi, Uy Long, em sẽ không quên một chuyện quan trọng như vậy đâu. Thiên Thành nói, chiều ngày hôm sau, Ngô Tường Ninh đến văn phòng của Chu Nhược Mai, cười hỏi một cách thân thiện, cô Chu, ngày mai có phải là ngày cưới của cô không? Giám đốc Ngô cũng biết chuyện này sao? Chu Nhược Mai nói, tất nhiên, có ai mà không biết tới lễ cưới của người phụ nữ xinh đẹp nhất thành phố cơ chứ? Ngô Tường Ninh nói, giám đốc cứ nói đùa đến tôi còn không dám chắc là liệu chồng tôi có đủ khả năng làm đám cưới cho tôi hay không chu nhược mai nói cô biết rằng đây là tin tức mà chu lệ ngọc và chu hoàng lâm cố tình lan truyền mục đích là muốn khiến cô phải xấu hổ vào ngày mai tôi lại nghĩ chồng cô hoàn toàn đủ khả năng nếu không anh ấy làm sao dám khẳng định với cô như vậy ngô tường ninh nói tôi không dám kỳ vọng gì nhiều ở anh ấy có được một cuộc hôn nhân suôn sẻ là tôi đã mãn nguyện lắm rồi Chu Nhược Mai vẫn nói với vẻ thiếu tự tin, mặc dù Uy Long hứa rằng anh ấy sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho riêng họ, Nhược Mai vẫn chưa thấy anh ta có bất kỳ hành động nào. Vậy, cô đã tìm thấy phù dâu nào chưa? Lúc này Ngô Tường Ninh mới bắt đầu đi vào vấn đề chính. Mới có một người, là bạn của tôi Nguyễn Tú Hằng. Chu Nhược Mai có phần ngạc nhiên khi thấy giám đốc lại hỏi tới điều này. Lễ cưới của đệ nhất Mỹ nhân quốc hòa lại mới chỉ có một phù dâu ư. Như vậy thì không ổn lắm hay là như vậy đi tôi sẽ trở thành phù dâu cho cô được chứ ngô tường ninh nói và làm ra vẻ không biết gì cả sao cơ giám đốc muốn trở thành phù dâu của tôi chu nhược mai rất ngạc nhiên phải cô không nghĩ là tôi có thể làm chuyện đó sao ngô tường ninh nói ý tôi không phải vậy cô tường ninh là tổng giám đốc của tập đoàn dg dĩ nhiên cô có thể lo liệu mọi thứ nhưng mà chu nhược mai nói không hề gì ngày mai là thứ bảy tôi không phải đi làm thật vinh dự khi trở thành phù dâu của người đẹp nhất quốc hòa tôi sẽ có thể nhận được nhiều sự chú ý vào lúc đó ngô tường ninh cười nói vâng nếu giám đốc chấp nhận làm phù dâu của tôi tôi rất hãnh diện chu nhược mai vẫn chưa hết kinh ngạc thôi nào đâu cần nói chuyện khách sáo như vậy bây giờ chúng ta hãy ra ngoài và chọn một chiếc váy cưới cho cô gọi cả bạn cô nữa chúng ta sẽ mua chung luôn ngô tường ninh nói nhưng mà bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc. Chu Nhược Mai nói lảng công việc gì tầm này nữa. Ngày mai là ngày trọng đại nhất cuộc đời cô kia mà việc chuẩn bị cho lễ cưới nên được ưu tiên hàng đầu. đời người chỉ có một lần thôi đó chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo. còn nữa tiền để mua váy cưới được trích từ công ty nên cô không cần lo lắng về chi phí. Ngô Tường Ninh nắm vai Chu Nhược Mai cười nói. Nhược Mai hoảng hốt trời ơi điều đó sao có thể chứ giám đốc sao lại đối xử tốt với tôi như vậy bởi vì cô là nhân viên mới của công ty mà những ngày qua cô cũng đã rất chăm chỉ làm việc hãy coi đây như một món quà ngô tường ninh đoán là uy long muốn gây bất ngờ cho chu nhược mai vì vậy tất nhiên cô cũng phải giữ bí mật chuyện này ngay sau đó giám đốc ngô đưa chu nhược mai ra ngoài chu nhược mai vẫn không thể tin được chỉ qua vài ngày đã có thể thân thiết với tổng giám đốc tập đoàn cô vẫn chưa hết kinh ngạc trước thái độ niềm nở của ngô tường ninh Nguyễn Tú Hằng cũng ngạc nhiên tột độ khi thấy tổng giám đốc của tập đoàn DG muốn trở thành phù dâu của Chu Nhược Mai, thậm chí còn rủ cô và Nhược Mai đi chọn váy cưới. Ngô Tường Ninh trực tiếp đưa họ đến shop đồ cưới lớn nhất trong thành phố. Lại tự mình chọn cho Chu Nhược Mai chiếc váy rất tôn dáng và đắt nhất trong cửa hàng. Đồng thời mua cho mình và Nguyễn Tú Hằng hai chiếc đầm phù dâu để sẵn sàng cho ngày 26 sắp tới. Tối hôm đó, khi Chu Nhược Mai trở về nhà với chiếc váy cưới, uy long đang giúp cô nấu ăn ở trong bếp ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi bây giờ váy cưới của tôi đã sẵn sàng lễ cưới mà anh nói chuẩn bị tới đâu rồi chu nhược mai khoanh tay hỏi nó cũng đã sẵn sàng tôi sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn vào ngày mai uy long tự tin nói ok vậy tôi sẽ chờ xem nếu anh dám gạt tôi lần nữa tôi sẽ không nương tay với anh đâu nhược mai nhíu mày được nếu có bất kỳ điều gì khiến em không hài lòng vào ngày mai em cứ việc đánh mắng chửi bới tôi tùy thích tôi là của em mà uy long cười tinh nghịch làm khuôn mặt nhược mai hơi hồng lên tổng giám đốc của tập đoàn rất tốt với tôi chính cô ấy đã chọn váy cưới cho tôi hôm nay và còn dùng tiền của công ty thanh toán cô ấy thậm chí còn muốn làm phù dâu cho tôi vì vậy anh nhất định đừng để chúng tôi phải xấu hổ vào ngày mai nhược mai nói và nhìn chồng mình với đôi mắt tha thiết yên tâm ngày mai tôi sẽ làm cho cả em và những phù dâu của em cảm thấy thật hãnh diện. Uy Long nói, anh cũng đang mong chờ đám cưới của ngày mai. Đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử thành phố này. Đến lúc đó, Chu Nhược Mai sẽ khiến cho tất cả mọi người phải ganh tị với cô ấy. 11 giờ 30 tối hôm đó, Uy Long đang ngủ say, bỗng bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông phát ra từ điện thoại di động. Anh nhìn vào màn hình điện thoại và thấy cuộc gọi đến từ Thiên Thành. Muộn thế này còn có chuyện gì nữa vậy?" Uy Long vừa ngáp uể oải vừa hỏi. "Soái tướng, tình hình ở phía Tây đang chuyển biến xấu. Em vừa nhận được cấp báo của quân đội nói bọn ngoại thích đã vượt qua biên giới và đang tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào phòng tuyến của chúng ta." Thiên Thành nói gấp gáp, thở hổn hển và có vẻ rất lo lắng. Uy Long cũng bị sốc, ngày mai là ngày cưới của anh rồi, tại sao quân địch lại phát động một cuộc tấn công ngay lúc này cơ chứ? "Mau lái xe đến đón tôi ngay lập tức." Tôi sẽ đích thân đến chiến trường để triển khai kế hoạch và chiến đấu. Uy Long biết rằng vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng và ngay lập tức ra lệnh. Anh đã từng muốn an phận làm một chàng rể suốt phần đời còn lại, nhưng kẻ thù đã vào đến biên giới, những người lính của anh đang chiến đấu khốc liệt ở biên cương. Anh không thể bỏ mặc mà ngồi nhìn như vậy, phải lập tức ra chiến trường và chỉ đạo trận chiến. Sự an toàn của quốc gia quan trọng hơn 10 triệu lần so với cuộc hôn nhân của anh chiến trường phía nam ở khá gần thành phố quốc hòa từ đây anh có thể ra lệnh và gián tiếp chỉ đạo những binh lính ở biên giới phía tây anh cũng xác định là phải thức trắng đêm nay vâng thiên thành nói sau khi cúp điện thoại uy long ngay lập tức thay đồ và đi đến gõ cửa phòng chu nhược mai lúc này nhược mai cũng đang ngủ nghe tiếng gõ cửa cô giật mình tỉnh dậy có chuyện gì mà phải gọi tôi dậy giữa đêm thế chu nhược mai không dám mở cửa vì sợ uy long có ý đồ gì đó với mình Nhược Mai, tôi có vài chuyện muốn nói với em, mở cửa ra đi. Uy Long nói. Cô chợt nghĩ lại những điều mà Uy Long đã thể hiện trong mấy ngày qua, cảm thấy anh đang thực sự nghiêm túc, nên cô tạm tin tưởng và đứng dậy mở cửa, rồi ngay lập tức hỏi xem có chuyện gì. Tôi có một việc đặc biệt quan trọng nên bây giờ phải ra ngoài. Ngày mai em hãy cứ mặc váy cưới và đợi tôi ở Chu Gia. Tôi biết điều này hơi đường đột nhưng hãy tin tôi, tôi chắc chắn sẽ đến đó để đón em vào ngày mai. Huy Long nói, mươi 26 chỉ hoãn. Ra thế, quá muộn rồi, đến nước này rồi thì anh có thể làm gì khác nữa? Anh thấy mình không đủ khả năng lo cho đám cưới nên muốn chạy trốn trong đêm phải không? Chu Nhược Mai nổi giận và cho rằng Huy Long đã nổ quá to mà hoàn toàn không thể thực hiện được, nên đang muốn trốn chạy trách nhiệm. Mồ hôi của Huy Long bắt đầu đổ ra, anh biết Nhược Mai đang lo sợ điều gì, nhưng anh cũng thực sự không còn cách nào khác trong tình thế này bèn nói tôi thực sự có việc rất quan trọng và cấp bách nên không thể giải thích ngay bây giờ được. Ngày mai em sẽ biết tất cả. Được lắm, nếu anh đã muốn đi thì cứ việc đi, cho dù là anh lừa gạt tôi và không bao giờ quay lại, tôi cũng không ngăn anh nữa. Chu nhược mai trong khoảnh khắc Huy Long dường như thấy mắt cô ấy đỏ lên như sắp khóc. Huy Long lau mồ hôi, nắm lấy vai nhược mai và nói tôi không phải là loại người như em nghĩ đâu. Vợ tôi là người đẹp nhất quốc hòa, lại đôn hậu khoan dung, tôi sao có thể để lại một người phụ nữ như vậy mà bỏ đi chứ? Hứ, ai mà biết được, anh đã bị kìm chân trong nhà này suốt ba năm, chắc là anh muốn thoát khỏi đây lắm chứ gì. Bên ngoài đó còn cả tá cô gái xinh đẹp, anh còn có thể nhớ đến tôi sao? Chu Nhược Mai nói xong, đỏ bừng mặt, đang lúc nửa đêm, tại sao cô lại thấy động lòng với tên khốn này? Chấm chấm, Uy Long im lặng không thể trả lời, nhìn Chu Nhược Mai lúc này, người đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh với khuôn mặt ửng đỏ trong lòng đầy lo lắng và tâm trí dối bời trông cô ấy thực sự quyến rũ vô cùng khiến anh chẳng muốn đi nữa chu nhược mai thấy ánh mắt khác lạ của uy long và mặt cô càng đỏ hơn anh nhìn cái gì đó đi đâu thì đi đi được tình hình khẩn cấp lắm rồi tôi phải đi trước nhớ đợi tôi vào ngày mai tôi nhất định sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn uy long không muốn lãng phí quá nhiều thời gian liền rời đi ngay sau khi dứt lời Uy Long thực sự không muốn ra đi vào thời điểm này, nhưng tình hình tiền tuyến đang ngàn cân treo sợi tóc, các chiến sĩ ở đó rất cần anh. Để bảo vệ lãnh thổ quốc gia, anh nhất định phải tới mặt trận phía Nam kịp thời. Uy Long chạy ra khỏi con phố, anh thấy Thiên Thành cùng tám hộ vệ của anh ta đã chờ sẵn bên ngoài. Nhìn Uy Long rời khỏi nhà giữa đêm, Chu Nhược Mai có chút không yên tâm. Cô đang nghĩ tới những kịch bản tồi tệ nhất nếu Uy Long tới muộn hoặc không thể quay trở lại đón cô vào ngày mai trong lòng đầy hoài nghi và lo lắng nhược mai bèn đến cửa sổ và nhìn xuống bên dưới nhà nơi có thể trông ra cả khu nhà để xem anh ta sẽ làm gì và chu nhược mai đã chứng kiến những chuyện vô cùng kỳ lạ ba chiếc xe jeep đang đậu ở ngoài con đường thiên thành và tám người mặc đồng phục đứng bên cạnh những chiếc xe và ngay khi trông thấy uy long thì họ nghiêm mình giơ tay lên chào anh theo kiểu quân đội sau đó uy long leo lên chiếc jeep của phạm cương rồi họ lập tức đi khỏi nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm nhìn thấy cảnh này, Chu Nhược Mai rất ngạc nhiên, tại sao những người này lại có vẻ kính trọng Uy Long đến vậy, họ định đưa Uy Long đi đâu? Chu Nhược Mai rất bối rối, phải chăn chọc một lúc rất lâu sau đó mới có thể ngủ lại. Dù sao Uy Long cũng đã nói rằng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ vào ngày mai, vì vậy cô sẽ đợi đến ngày mai xem sao. Soái tướng, quân địch đột nhiên phát động một cuộc tấn công, có ý định vượt biên. Anh có muốn đi phi cơ chuyên dụng về phía tây không? thiên thành hỏi gấp khi họ vừa ngồi lên xe không tôi đã ở khu biên giới phía tây trong nhiều năm tôi có thể tường tận tất cả mọi thứ về nơi đó chúng ta chỉ cần đến căn cứ địa phương này để chỉ huy họ từ xa tôi đã lập sẵn một kế hoạch lớn sau khi kết thúc đám cưới vào ngày mai tôi sẽ đích thân đến biên giới phía tây và xử lý dứt điểm chuyện này uy long nói soái tướng quả là một nhà chiến lược chẳng điều gì có thể làm ngài nao núng được thiên thành hớn hở những kẻ dám cả gan động tới quốc gia của tôi chắc chắn phải trả giá. Uy Long lạnh lùng nói. Chẳng mấy chốc họ đã đến căn cứ phía nam thành phố Quốc Hòa. Những đồng chí ở đây đã được thông báo về sắc lệnh bí mật do Tổng chỉ huy ban hành. Họ đều đã biết rằng một vị Long thần chiến sắp tới. Đối với họ, Uy Long là một nhân vật huyền thoại, một vị thần. Đại đội trưởng của căn cứ Vũ Hải biết rằng Uy Long đã đến liền vội vã ra ngoài gặp anh. Vừa trông thấy Uy Long, Vũ Hải đã lập tức chào và nói lớn, "Vũ Hải tôi cuối cùng cũng có cơ hội được làm việc với uy tướng, chào mừng anh đến căn cứ Nam Quốc Hòa, mong anh có thể nhanh chóng đưa ra những chỉ dẫn hỗ trợ và chỉ đạo trận địa phía Tây." "Tôi không ở đây để hướng dẫn, tôi chỉ đến đây để mượn trang thiết bị của anh tiện chỉ huy những anh em của ta ở phía Tây." Trận chiến phía Tây quả thực rất khốc liệt, Uy Long không muốn nói chuyện vô nghĩa gây lãng phí thời gian. Anh ta chỉ mở cửa và nói ngay mục đích của chuyến đi. "Được. Long thần chiến, xin hãy đi với tôi." Tất nhiên, Vũ Hải cũng biết tình thế hiện giờ không phù hợp để nói rông dài, nên ngay lập tức dẫn Huy Long đến văn phòng chỉ huy. Vừa tới nơi, anh lập tức liên lạc với Trương Văn Kiệt, chỉ huy đội biên phòng phía tây, để nắm bắt tình hình. Trương Văn Kiệt là một chiến hữu cũ của Huy Long, khi biết tin Huy Long đã quay trở lại quân đội, lại tự mình chỉ huy trận chiến, đột nhiên sự tự tin của anh ta được tăng cường đáng kể. Sau khi nghe ngóng được tình hình, Huy Long ngay lập tức đã thu xếp, phân phó các binh lính, bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Anh yêu cầu Trương Kiệt rút quân của mình về khoảng 50 dặm để kích thích sự hiếu thắng của kẻ thù, lùa chúng vào vùng chiến lược của quân ta. Dưới sự chỉ huy của Huy Long, quân lính tại biên giới phía Tây bắt đầu rút lui một cách có trật tự, những tên địch lần đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ. Bầu trời đang ngày càng sáng hơn. Những người lính mặt trận phía Tây đã hoàn thành cuộc rút lui về khu chiến lược của họ. Khi Uy Long trực tiếp đến đó, anh ta sẽ một lần nữa quét sạch kẻ thù xâm lược. Mặc dù Uy Long đã thức suốt đêm, anh vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Làm sao anh dám cho phép bản thân được nghỉ ngơi khi đang chỉ huy hàng ngàn quân, khi mà những người lính ngoài kia đang cận kề cái chết. Trời sắp sáng, ngày 26 chính thức đã đến. Đám cưới của Uy Long và Chu Nhược Mai sẽ diễn ra vào hôm nay. Đại tướng tối cao đã gửi một tin nhắn chúc mừng tới Uy Long vào sáng sớm. Ông chúc lễ cưới của anh và cô Chu diễn ra suôn sẻ, hai người có thể trăm năm đầu bạc. Sau khi Huy Long cùng Thiên Thành và những người khác dùng bữa sáng trong khu căn cứ xong, họ nhanh chóng lái xe đi. Tất cả những người lính trong căn cứ đều có mặt, họ xếp hàng để tiễn Huy Long. Nghĩ đến việc sẽ có một đám cưới hoành tráng với Chu Nhược Mai vào hôm nay, Huy Long cũng rất phấn khích. Hôm nay, anh sẽ khuấy động cả thành phố Quốc Hòa. Nó sẽ là ngày khiến người dân thành phố này phải ghi nhớ mãi mãi. Chương 27 Mong chờ. Khách sạn Thiên Long bắt đầu mở cửa từ sáng sớm, cả trong ngoài khách sạn được trang trí lộng lẫy như khung cảnh một lễ hội. Các nhân viên khách sạn chỉ biết rằng có một người đàn ông bí ẩn muốn tổ chức lễ cưới ở đây, nhưng họ không thể biết người bí ẩn đó là ai. Khách sạn New Century nằm ngay bên cạnh khách sạn Thiên Long và nhân viên của khách sạn này cũng đang bắt đầu sửa soạn cho một lễ cưới vào sáng sớm. Ở New Century, tất cả họ đều biết rằng Trần An Khang Người thừa kế của Trần gia và Chu Lệ Ngọc của Chu gia sẽ tổ chức đám cưới của họ ở đây, các nhân viên cũng được biết rằng hôm nay những người nổi tiếng và có máu mặt nhất trong thành phố sẽ có mặt để chúc mừng. Cô dâu Chu gia đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, hồi hộp chờ gia đình họ Trần đến đón. Các thanh niên trẻ thuộc thế hệ giàu có của thành phố Quốc Hòa nhận được lời mời từ gia đình họ Chu cũng dậy sớm và cẩn thận chuẩn bị. Họ nghe nói rằng Chu gia đã chuẩn bị một thỏa thuận ly hôn cho Uy Long và Chu Nhược Mai hôm nay chu nhược mai nhất định sẽ ly dị với uy long vì vậy tất cả họ đều muốn nhân cơ hội này để cầu hôn cô do đó họ thậm chí đã chuẩn bị cả nhẫn cầu hôn cả phan thiên cũng nằm trong số đó những người giàu có nổi tiếng và cả những người có ảnh hưởng lớn trong nước đều đã nhận được lời mời từ thiên thành thay mặt cho uy long cũng rất phấn khích họ bắt đầu lên tàu và máy bay từ sáng sớm để có thể tới kịp giờ các đoàn xe sang trọng của năm gia đình lớn ở khánh hòa nhà họ hà họ đàm dương trịnh lý đã tiến đến vùng ngoại ô thành phố quốc hòa từ đêm qua lúc này họ đã sẵn sàng tiến về trung tâm quốc hòa chủ nhân của cả năm gia tộc lớn này đều đích thân chỉ đạo các đội xe của họ hàng ngàn chiếc xe bóng loáng đẳng cấp hàng đầu thế giới với biển số vùng quốc tây xếp thành một hàng dài đang di chuyển trên đường tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh người dân từ mọi tầng lớp đã tụ tập tại thành phố quốc hòa chỉ để tham dự đám cưới của soái tướng Long Thần Chiến và cô Chu Nhược Mai của Chu Gia. Về phần Chu Nhược Mai, hôm nay cô đã dậy từ rất sớm. Hôm qua Uy Long đã rời đi ngay lúc nửa đêm, khiến cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng và lo lắng vô cùng. Mặc dù không ngủ chung phòng nhưng suốt 3 năm qua cô đã quen với sự có mặt của Uy Long. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy rất an toàn. Ngay khi Chu Nhược Mai vừa thức dậy xong, một tường ninh đã gọi tới giám đốc ngô chào buổi sáng chu nhược mai vội bắt máy nhược mai tú hằng và tôi đang đợi cô ở tầng dưới cô đã dậy chưa tường ninh hỏi tôi vừa mới dậy hai người đến sớm quá chu nhược mai hơi ngạc nhiên và nhoài người nhìn ra cửa sổ xuống tầng dưới tự hỏi tại sao họ lại lo lắng cho đám cưới của cô đến như vậy hôm nay là ngày trọng đại của cô tất nhiên chúng tôi phải đến sớm chưa kể còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị cô hãy nhanh chóng mang váy cưới xuống Chúng ta đến cửa hàng làm đẹp để trang điểm cùng nhau, việc này cũng mất khá nhiều thời gian đấy." Tường Ninh nói, "Được, chờ tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay." Nói xong, Chu Nhược Mai tắt điện thoại, vội vã đi xuống cầu thang với chiếc váy cưới cô mua hôm qua. Vừa xuống tới nơi, Nhược Mai thấy ngay một chiếc Maserati đậu ở đó, một Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đang đứng cạnh chiếc xe này. Chiếc Maserati trông thật sang trọng làm sao. "Nhược Mai, hôm nay cô là cô dâu, không cần lái xe." Hãy dùng xe của tôi. giám đốc ngô nói. vâng cảm ơn giám đốc nhược mai bước vào bên trong xe mau lên nào ngô tường ninh nói. ba người họ đã lên xe tường ninh nhanh chóng lái xe đến salon làm đẹp nổi tiếng nhất ở quốc hòa nhược mai người giàu có như giám đốc ngô đây cũng sẽ trở thành phù dâu của cậu hôm nay nhất định cậu sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất rồi nguyễn tú hằng hào hứng nói tớ không chắc nữa hy vọng uy long sẽ giữ lời và không làm chúng ta phải xấu hổ chu nhược mai nói với vẻ mặt căng thẳng hả uy long làm sao tú hằng lại hỏi anh ấy đã ra ngoài ngay lúc nửa đêm qua và đến giờ vẫn chưa trở về chu nhược mai ỉu xìu nói cái gì anh ta còn định làm gì lúc nửa đêm không phải định làm chuyện xấu gì đó chứ trời đất hay là hắn định bỏ trốn tú hằng bỗng hét lớn tớ chịu thôi anh ta chỉ nói hãy đợi anh ta ở chu gia hôm nay Nhược Mai hơi cúi mặt xuống và nói. Chồng cô chỉ muốn tạo cho cô một bất ngờ lớn, vì vậy mới phải ra ngoài suốt đêm để chuẩn bị. Ngô Tường Ninh Trần An, hy vọng là thế, nếu anh ấy lừa dối tôi, chắc từ giờ tôi sẽ không dám ra đường nữa. Nhược Mai buồn rầu, chấm chấm, Ngô Tường Ninh bắt đầu đổ mồ hôi, thoáng nghĩ rằng nếu Uy Long rời khỏi ghế chủ tịch, cô ấy chắc hẳn sẽ là người tiếp quản nó. Dương Văn Đoàn cũng dậy sớm hôm nay, vì nay là ngày đứa con nuôi yêu quý của ông và cô chu tổ chức đám cưới ông ấy cũng cảm thấy rất hạnh phúc ông đã đem những của cải mà ông gìn giữ trong nhiều năm để chuẩn bị làm quà cưới cho con trai không mất nhiều thời gian để một chiếc xe jeep tới đón ông hai người lính bước xuống xe thiên thành đã sắp xếp cho hai người lính này đến đón dương văn đoàn vừa thấy ông họ đã kính trọng và chào theo chế độ quân đội ông cũng niềm nở chào lại họ chúng tôi được lệnh đón ngài dương văn đoàn đây đến khách sạn thiên long lý thắng nói ông dương đây là bộ đồ mới mà chúng tôi đã chuẩn bị cho ông xin hãy mặc nó văn toàn trân trọng trao cho ông một bộ vest mới không không tôi sẽ mặc bộ đồng phục này đi dương văn đoàn nói ông cảm thấy rất tự hào trong cương vị một cựu chiến binh và cho rằng nó còn hoành tráng hơn so với bộ vest khô cứng kia vào ngày cưới của con trai mình vâng thưa ngài vậy xin mời ngài lên xe văn toàn không dám ép buộc ông dương có thể tự quyết định tất cả anh đỡ ông ấy lên xe lý thắng lái xe về phía khách sạn thiên long tại căn cứ phía nam thành phố ngay sau khi uy long và thiên thành cùng những người khác rời đi vũ hải chỉ huy căn cứ đã nhận được một tin nhắn khẩn từ cấp trên của mình tình báo nói rằng vì họ đã phá vỡ một kế hoạch hành động tối mật của quân địch nên hiện giờ bọn chúng đã biết rằng uy long đã quay trở lại quân đội vì vậy chúng đã cử đi một nhóm đặc vụ hùng mạnh để nhằm ám sát uy long nhóm đặc vụ này hiện đã đến thành phố quốc hòa có hai địa điểm mà bọn chúng dự định ra tay một là trên đường uy long trở về quốc hòa từ khu căn cứ phía nam hai là ngay tại đám cưới của anh và chu nhược mai tại khách sạn thiên long chính vì tình thế bất ngờ này cấp trên ra lệnh cho vũ hải làm mọi thứ có thể để bảo vệ sự an toàn của uy long nếu uy long gặp bất cứ chuyện bất chắc gì vũ hải sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi nhận được thông báo khẩn cấp này vũ hải đã rất sốc mau Nghe lệnh tôi, máy bay chiến đấu sẽ phải cất cánh ngay lập tức để bảo vệ uy tướng trên đường trở về quốc hòa. Nếu gặp phải bất cứ tên địch nào, được phép bắn chết ngay lập tức. Phú Hải lập tức ra lệnh. Vâng, người trợ lý lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Ngoài ra, ngay lập tức phái quân đội mặt đất để bắt kịp uy tướng. Phú Hải bồn chồn đi qua đi lại để suy nghĩ và lập tức ra lệnh khác. Vâng, một trợ lý khác cũng ngay lập tức ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Còn nữa, hãy để tiểu đội đặc nhiệm vào vị trí bắt kịp uy tướng với tốc độ nhanh nhất có thể và cố gắng bảo vệ anh ấy được an toàn phú hải vẫn không yên tâm và lại đưa ra một mệnh lệnh khác vâng một tiếp viên tuân lệnh đi ngay ngay lập tức vô số máy bay chiến đấu trong căn cứ cất cánh khẩn trương xe tăng xe bọc thép v v cũng được huy động chiếc xe quân sự đầy lính thủy đánh bộ cũng lái về phía thành phố quốc hòa các thành viên trong tiểu đội đặc nhiệm lái xe vào trận chiến lập tức đuổi theo Huy Long. Mau chuẩn bị xe cho tôi nữa, tôi sẽ đích thân tham gia vụ này. Vũ Hải kiên quyết nói và đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Do có sự tham chiến của tất cả lực lượng căn cứ phía Nam và cả quân địch, thành phố Quốc Hòa đột nhiên trở nên ồn ào. Xem ra vào ngày 26 này, lễ cưới của Uy Long và Chu Nhược Mai đã được định sẵn là tráng lệ, ly kỳ và ngoài sức tưởng tượng. chương 28 chiến đấu ác liệt. Lúc này, Ba chiếc xe jeep đang từ từ lái về thành phố Quốc Hòa. Chiếc xe của Uy Long và Thiên Thành đi ở giữa, với đội bảo vệ của Thiên Thành ở phía trước và phía sau. Điện thoại di động của Thiên Thành đột nhiên reo lên, marketing đinh người điều hành việc chuẩn bị cho tiệc cưới gọi đến. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Thiên Thành hỏi. Báo cáo anh, đoàn xe của năm gia tộc hàng đầu ở quốc Tây đã được sắp xếp bên ngoài thành phố và các khách VIP đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ cần chờ lệnh của anh họ sẽ lập tức tiến vào thành phố. Mark Đinh nói, cứ kêu họ chờ đợi một lát, soái tướng và tôi đang trên đường trở về rồi đây. Khi đến nơi, chúng ta sẽ gặp nhau, hy vọng mọi việc hoàn hảo như lời anh nói. Thiên Thành cười nói, vâng, Mark Đinh đáp, nhẫn cưới, bộ vét, hoa cưới và những thứ tương tự đã được chuẩn bị đầy đủ rồi chứ. Thiên Thành lại hỏi, vâng, tất cả đã sẵn sàng, Mark Đinh nói, tốt lắm, vậy tôi không nói nhiều nữa, Chúng ta sẽ gặp nhau sau." Thiên Thành nói xong và cúp điện thoại, ba chiếc xe jeep đang đi qua một con đèo vắt ngang núi. Thiên Thành vừa cúp máy thì điện thoại lại reo lên, đó là một số lạ. "Ai vậy?" Thiên Thành bắt máy. "Đại úy Phạm, là Vũ Hải đây. Tôi vừa mới nhận được thông báo khẩn cấp của tổng chỉ huy, nói rằng các đặc vụ của phía quân địch đã thâm nhập vào thành phố Quốc Hòa, rất có khả năng Long Thần Chiến sẽ bị ám sát trên đường trở về." vậy nên xin hãy dừng xe lại ngay và đợi chúng tôi tới vũ hải vừa tìm thấy số điện thoại di động của thiên thành và đã ngay lập tức gọi anh ta để giải thích tình hình thiên thành đã bị sốc khi nghe những lời này bấy giờ anh ta mới nhìn quanh và thấy mình đang đi vào đường sườn núi một nơi phù hợp để địch phục kích ngay lập tức họ phạm cảm thấy tình hình không ổn lập tức hét lên có kẻ địch muốn tấn công uy tướng mau tăng tốc xe hết cỡ và đi nhanh khỏi đây Uy Long nghe Thiên Thành nói điều này thì rất kinh ngạc và ngay lập tức trở nên cảnh giác. Người hộ vệ chịu trách nhiệm lái xe ngay lập tức đạp ga hết cỡ và lao về phía trước. Đúng lúc này, một tên lửa phát nổ từ khu rừng bên trái sườn núi và tấn công chiếc xe mà Uy Long đang ngồi. Rất may là chiếc xe đã kịp tăng tốc, khiến tên lửa trượt qua phía sau xe và bắn vào tường chắn bên phải tạo thành một tiếng nổ lớn. Đoàn tên lửa phát nổ trong tường chắn, làm nổ một lỗ lớn, cát và đá bay mịt mù, lúc này hai chiếc xe jeep còn lại cũng hiểu ra vấn đề và ngay lập tức tăng tốc để đuổi kịp xe của uy long nhằm bảo vệ anh thiên thành không có thời gian để cúp điện thoại vũ hải nghe thấy tiếng nổ từ phía máy thiên thành anh ta trở nên hoảng loạn và lo lắng hét lên này đại úy tình hình bên anh thế nào rồi thiên thành không còn tâm trí trả lời câu hỏi của vũ hải vào thời điểm này anh ta đã hoàn toàn tập trung vào việc phản công trong trường hợp đạn hoặc tên lửa bay tới anh ấy sẽ không ngần ngại chặn nó lại để bảo vệ Huy Long. Ngay sau đó, một tên lửa khác bay ra từ khe núi bên phải, đâm vào xe của Huy Long. Xem ra các đặc vụ của kẻ thù đang ẩn nấp ở hai bên sườn núi, bọn họ đang bị tấn công từ cả hai phía. Người hộ tống chịu trách nhiệm lái xe tiếp tục tăng tốc muốn thoát khỏi cuộc tấn công thứ hai trong gang tấc. bu ưng tên lửa này cũng sượt qua phía sau xe, đâm vào tường chắn bên trái làm cắt bụi vang tứ tung. Mặc dù Uy Long rất xuất chúng, giỏi võ thuật và thiện chiến, nhưng sau tất cả, anh cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt. Hiện giờ anh trở nên bất lực trước tên lửa của kẻ thù, chỉ có thể tiếp tục ngồi thận trọng trong xe. Vũ Hải nghe thấy hai vụ nổ liên tiếp phát ra từ điện thoại di động của Thiên Thành, anh ta bắt đầu toát mồ hôi. Biết rằng tình hình rất nghiêm trọng, Vũ Hải lập tức ra lệnh cho quân đội tăng tốc và tuyệt vọng lao về phía trước. Đối thủ đã chuẩn bị, tên lửa thứ ba bắt đầu bay ra khỏi cánh rừng bên trái lần này chúng đã tính toán được tốc độ của xe và phóng trước chỉ cần giữ tốc độ này tên lửa chắc chắn có thể đâm vào xe của uy long uy long là kẻ thù mạnh số một đối với bọn chúng và là mục tiêu duy nhất của nhiệm vụ này chúng không muốn lãng phí thời gian để tấn công hai phương tiện còn lại kia người bảo vệ phụ trách lái xe thấy tên lửa do kẻ thù bắn ra đang lao tới trước mặt anh ta anh ta phản ứng rất nhanh và ngay lập tức phanh lại tuy nhiên tốc độ của xe quá nhanh ngay cả khi bị phanh đột ngột chiếc xe vẫn trượt một quãng đường dài về phía trước do quán tính. Tên lửa bay qua phía trước xe, cách phía trước chưa đầy một mét. Bù ưm có một tiếng động lớn khác, và tên lửa đã phát nổ trên tường chắn bên phải. Vì xe đã dừng ngay vào thời điểm này, nên đã quá muộn để khởi động lại. Sóng xung kích nổ lớn trực tiếp lật ngược chiếc xe Jeep nơi Uy Long tọa lạc. Uy Long đá cánh cửa xe ngay lập tức và hét lên, xuống mau. Vừa nói anh ta vừa chạy nhanh ra khỏi xe. Uy Long biết rằng mục tiêu của kẻ thù là mình, chỉ cần anh chạy ra trước, anh sẽ có thể chuyển hướng hỏa lực của kẻ thù để chúng không ném bom chiếc xe jeep này nữa. Cổ Nhiên, ngay khi Uy Long chạy ra, bọn chúng đã bắn tới liên tiếp bằng súng bắn tỉa. Uy Long phản ứng rất nhanh, anh lập tức chạy đến sau một cái cây lớn bên đường và nấp ở đó. Thiên Thành và lái xe thấy Uy Long đã tạm an toàn nên cũng nhanh chóng chạy ra khỏi xe. Khi tài xế của hai chiếc xe khác nhìn thấy cuộc tấn công vào Uy Long, Họ lập tức quay xe và chạy về hướng Uy Long đang nấp, cố gắng bảo vệ tính mạng anh. Uy tướng là trụ cột của Đại Long, là cốt cán không thể thiếu của đất nước. Họ sẽ không ngần ngại hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ sự an toàn của anh ấy. "Mặc kệ tôi, đừng qua đây." Uy Long hét lên khi thấy Thiên Thành và những người bảo vệ đang lao về phía mình một cách tuyệt vọng. "Hôm nay là ngày trọng đại của anh, anh tuyệt nhiên không muốn bất kỳ người lính nào phải hy sinh vì mình. Nếu không Ngày vui lớn hôm nay sẽ trở thành một tang lễ chết chóc. Nếu ai đó phải hy sinh thân mình để cứu mạng anh, Uy Long chắc chắn sẽ không còn tâm trạng và phải hủy đám cưới. Tuy nhiên, Thiên Thành và các đồng đội vẫn bất tuân lệnh của Uy Long trong lúc này. Họ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của anh bất kể tình huống nào và tiếp tục chạy lại hướng anh đang nấp. Bởi vì đang có kẻ thù ẩn nấp ở hai bên sườn núi và có lẽ là ở cả phía trước phía sau, cái cây mà Uy Long đang giấu mình thực sự không an toàn. Không có hầm trú ẩn trên đường cao tốc, phía bên kia lại có bệ phóng tên lửa nên xe Jeep không thể sử dụng được. Uy Long buộc phải trú ẩn tạm thời bên cây này vì anh không còn lựa chọn nào khác. Tình trạng của anh quả thực ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng nguy hiểm. Lúc này, súng bắn tỉa của kẻ thù lại tiếp tục nã đến. Uy Long nghe theo tiếng gió và vội vã rời khỏi cái cây. Viên đạn của súng bắn tỉa trực tiếp xuyên qua cái cây lớn nơi Uy Long vừa mới đứng may mắn thay, anh đã chạy thật nhanh ra khỏi đó. Ngay khi Uy Long chạy ra từ phía sau cái cây, anh ta lập tức thu hút một loạt súng trường tấn công tới tập. Thiên Thành và những người khác đã bị sốc khi thấy điều đó, lập tức chạy như điên tới chỗ anh. Hãy chăm sóc soái tướng. Một hộ vệ chạy ở phía trước nhìn thấy viên đạn đang bay về phía Uy Long, bèn ngay lập tức lao tới chắn. Ngay khi anh ta chạy đến trước Uy Long, viên đạn bay về phía đầu anh ta. Chương 29 gấp rút xoé tê, 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 một âm thanh như tiếng dính đạn vang lên người hộ vệ kia ngã nhào xuống đất với viên đạn vừa sượt qua máu loang lổ một nửa khuôn mặt nhưng anh ta vẫn ổn uy tướng anh người bảo vệ tên lương tuấn mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy cánh tay phải của uy long đang ôm lấy đầu mình trong khoảnh khắc vừa rồi uy long đã rất nhanh nhẹn giang cánh tay phải của mình ra chắn trước đầu của người bảo vệ anh đã sử dụng chính cánh tay phải của mình để chặn viên đạn giúp người hộ vệ này Viên đạn xuyên qua cánh tay phải của Huy Long, làm máu bắn lên mặt Lương Tuấn. Huy Long luôn trân trọng những người thân cận bên cạnh, làm sao anh có thể nhẫn tâm đứng nhìn một người lính chết thảm trước mặt mình? Hơn nữa, hôm nay lại là ngày trọng đại của anh ấy, anh ấy không muốn thấy bất kỳ người lính nào phải hy sinh. Lương Tuấn cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn Huy Long, người vừa dùng cánh tay của mình để cứu anh ta. Lẽ ra chính anh ta mới phải là người làm điều này để bảo vệ cho uy tướng, nhưng trong khoảnh khắc đó đột nhiên anh lại cảm thấy run sợ và mất bình tĩnh, khiến bản thân mất đi sự nhanh nhạy vốn có. Anh ta cũng không thể ngờ được là uy tướng lại ra tay cứu mình. Thiên Thành và các vệ sĩ khác đều bị sốc khi thấy Huy Long bị bắn vào cánh tay phải. soái tướng, họ hét lên và tiếp tục lao về phía Huy Long. Huy Long bằng một động tác nhanh như chớp đã lập tức rút khẩu súng trên người Lương Tuấn bằng tay trái còn lại, sau đó hét lên: đừng vội qua đây, mau tìm cách phản công, phản công đây là mệnh lệnh chỉ có phản công mới là sự bảo vệ tốt nhất cho tôi dứt lời uy long đã lập tức giơ súng lên để bắn vào những kẻ địch đang ẩn nấp trên núi păng 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 uy long đã bắn nhiều phát đạn liên tiếp lên những lùm cây mà anh thấy vài tay súng trúng đạn và ngã lăn từ trên sườn đồi xuống lòng đường khả năng thiện xả của uy long có thể nói là xuất quỷ nhập thần chỉ cần xác định rõ mục tiêu anh ấy có thể bách phát bách chúng khi bắn bằng tay phải thậm chí cả tay trái Thiên Thành và các vệ sĩ khác nghe lời nói của Huy Long lúc nãy, đột nhiên nhận ra rằng quả thật chỉ có phản công mới là sự bảo vệ tốt nhất cho anh trong lúc này, còn việc lấy thân chặn đạn chỉ là kế sách tạm thời thiếu tính hiệu quả, lại ảnh hưởng tới lực lượng, cho dù tất cả họ đều hy sinh, Uy Long vẫn không thể trốn thoát. Vì vậy, mọi người bắt đầu lên dây có tinh thần và chiến đấu trở lại. Bọn phục kích tập trung đầy cả hai bên sườn núi trái và phải, chúng được chia thành hai nhóm để dễ bề đối phó với đội của Huy Long, lại được trang bị vũ khí tận răng. Nhưng Uy Long, Thiên Thành và những người đồng đội ở đây cũng không phải dạng vừa. Họ đều là những người đàn ông từng vào sinh ra từ nơi chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú và kỹ năng nhanh nhẹn chuẩn xác. Mặc dù kẻ thù rất đông, họ vẫn có thể chiến đấu chống lại. Để ngăn Uy Long trốn thoát bằng ô tô, trước tiên địch đã phá hủy ba chiếc xe jeep bằng tên lửa. Lúc này, tại Quốc Hòa, Chu Nhược Mai, một tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đều đã trang điểm và mặc đồ cưới xong. Họ đang trên đường đến nhà họ Chu. Mí mắt tôi cứ nháy liên tục. Tôi có một linh cảm không tốt lắm. Chu Nhược Mai nói khi họ ngồi trong xe. Bậy nào, hôm nay là ngày trọng đại của cậu. Đừng nói những lời không may mắn như vậy. Cậu đã quá lo lắng và hồi hộp nên mới như vậy đấy. Nguyễn Tú Hằng nói. Phải, cô không cần phải lo lắng. Tôi tin là chồng cô sẽ khiến chúng ta bất ngờ ngô tường ninh đã biết danh tính thực sự của uy long vì vậy cô ấy nói rất tự tin uy long đã rời đi vào nửa đêm qua tới giờ này mà vẫn chưa trở về tôi thực sự lo lắng cho anh ấy chu nhược mai nói nếu cậu đã lo lắng như vậy sao không thử gọi điện để hỏi anh ấy xem tú hằng gợi ý phải ha chu nhược mai nghĩ lời tú hằng nói cũng có lý liền rút điện thoại di động ra và gọi cho uy long tuy nhiên cuộc điện thoại này không có phản hồi khi chiếc xe Jeep mà Uy Long đang lái bị lật do sóng xung kích của vụ nổ tên lửa, điện thoại anh vẫn còn ở trong xe. Sau đó, chiếc xe Jeep lại bị kẻ thù bắn một lần nữa, di động của anh và Thiên Thành đều theo đó mà nổ tung. Chu Nhược Mai dĩ nhiên sẽ không thể gọi được nữa. Và lại lúc này, Uy Long còn đang chiến đấu quyết liệt với kẻ thù, cho dù cô có gọi, anh cũng không tiện nghe. Cuộc gọi không có tín hiệu, Chu Nhược Mai nói, một linh cảm chẳng lành bắt đầu tràn ngập trái tim cô sao có thể như vậy được, anh ta sẽ không dám chạy trốn đâu, phải không? Nguyễn Tú Hằng cũng lo lắng. Hai người hãy yên tâm, tôi tin Uy Long, anh ấy có thể đã cố tình sắp đặt chuyện này để tạo cho chúng ta một bất ngờ, Ngô Tưởng Ninh nói. Cô luôn tin tưởng Uy Long, chủ tịch của tập đoàn DG, một người đã có tất cả như anh ấy thì lý do gì mà phải chạy trốn cơ chứ? Chu Nhược Mai chợt nhớ rằng trước khi Uy Long rời đi đêm qua, anh ta đã dặn cô đợi ở Chu gia hôm nay anh đã hứa sẽ tạo cho cô một bất ngờ lớn, về cơ bản trùng khớp với những gì mà giám đốc Ngô vừa nói, nên cô đã tự trấn an lại. Được rồi, dù sao, chúng ta cũng đã mất hàng giờ trang điểm, chiếc váy cưới này cũng đã mặc rồi. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, không có lý do gì để từ bỏ lúc này cả. Hãy chờ anh ấy ở Chu gia như dự định ban đầu." Chu Nhược Mai nói. Khi họ đến nơi, nhà họ Chu đang rất ồn ào, đông nghẹt, hầu hết họ hàng đều đã đến khi chu gia và những người họ hàng thấy tổng giám đốc của tập đoàn dg ngô tường ninh cũng có mặt tất cả đều bất ngờ giám đốc ngô cơn gió nào đưa cô hạ cố tới đây vậy hẳn là cô muốn tới góp vui với gia đình chúng tôi thật là vinh dự nào xin hãy vào trong cha của chu lệ ngọc chu hữu lộc nói rất niềm nở cô tường ninh trông cô ăn mặc như một phù dâu vậy không lẽ cô định làm phù dâu cho chu lệ ngọc nhà chúng tôi sao Thúy họa mẹ của Chu Lệ Ngọc nói với vẻ hớn hở ra mặt. Đúng là tôi ở đây để làm phù dâu, thưa bà, có điều không phải là phù dâu cho cô Chu Lệ Ngọc, mà là chị họ cô ấy Chu Nhược Mai. Ngô Tường Ninh nói một cách cẩn trọng, nụ cười của Thúy họa đột nhiên tắt ngúng, rồi bà ta nhận ra Chu Nhược Mai đang đứng bên cạnh Ngô Tường Ninh và mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy nhất bà từng thấy trong đời. Chu Nhược Mai, bình thường cô ấy đã là đệ nhất Mỹ nhân quốc hòa, nhưng khi trang điểm kỹ càng và mặc trang phục cô dâu lấp lánh này, thực sự lại càng xinh đẹp bội phần cả cơ thể chu nhược mai lúc này như đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ đến nỗi chu hữu lộc và thúy họa suýt đã không nhận ra họ chỉ nhận ra ngô tường ninh và nguyễn tú hằng với rất ít thay đổi tường ninh là tổng giám đốc của tập đoàn digi dĩ nhiên bọn họ phải chào đón thật nồng nhiệt bởi chỉ cần có một mối quan hệ tốt với tổng giám đốc chu gia sẽ có thể được trao cơ hội thực hiện một số dự án béo bở trong tương lai tuy nhiên khi họ biết rằng giám đốc ngô đến làm phù dâu cho chu nhược mai ánh mắt họ bỗng dưng đổi khác họ trở nên thật lạnh lùng chu nhược mai này chẳng qua chỉ là giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn dg làm việc cũng mới có mấy ngày vậy mà đã có thể nhờ tổng giám đốc làm phù dâu cho mình tại sao cô ấy có thể chứ trong lòng những người chu gia này thực sự khó chịu vô cùng nhưng họ vẫn tỏ ra thân thiện với ngô tường ninh rốt cuộc cô ấy vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn thay vào đó chu nhược mai hoàn toàn bị bỏ rơi dù đây vốn là nhà riêng của cô ấy chẳng nói chẳng rằng nhược mai lặng lẽ đưa tú hằng vào bên trong lúc này chu lệ ngọc đã trang điểm mặc váy cưới và có hơn một chục phù dâu vây quanh ôi chao chị vẫn còn dám đến à chu lệ ngọc hất mặt lên nở nụ cười khinh bỉ và nói tôi vẫn là một thành viên của gia đình này tại sao tôi không thể đến chu nhược mai cương quyết nói nói hay thật chị không thấy xấu hổ sao, được thôi, tôi sẽ không ngăn chị. Hôm nay, An Khang và tôi đã mời tất cả những người có máu mặt ở thành phố này đến góp vui. Chị định so sánh với tôi thế nào đây? Chu Lệ Ngọc nói, lúc nãy cô ta còn lo rằng Chu Nhược Mai sẽ không đến. Bởi nếu Nhược Mai không đến, Chu Lệ Ngọc sẽ không có cơ hội để làm nhục cô. Sau đó, cô ta lại nói tiếp, nhìn xem, tôi có rất nhiều phù dâu ở đây. Còn chị, chỉ có hai người thôi sao, đừng nói chị định thua từ khâu này luôn đấy chứ nói xong chu lệ ngọc nhìn hai phù dâu bên cạnh nhược mai và thấy rằng một trong hai người họ là ngô tường ninh tổng giám đốc của tập đoàn dg cô ta rất ngạc nhiên giám đốc ngô cũng ở đây ư phải tôi sẽ là phù dâu của cô nhược mai tường ninh nói trời đất đúng là không thể tin được mà chị sắp chuẩn bị chịu nhục nhã và chị còn định kéo luôn cả giám đốc ngô vào vũng bùn của chị à sao chị có thể nhẫn tâm vậy nhỉ chu lệ ngọc nói lớn vừa lúc đó một vài người họ hàng của chu gia cũng bước tới và hỏi nhược mai cháu đã đặt khách sạn chưa đám cưới của cháu định tổ chức ở đâu vậy chu nhược mai bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi và nói cháu cũng không biết nó sẽ được tổ chức ở đâu nữa uy long nói rằng anh ấy đã sắp xếp nó ngay khi cô vừa dứt lời những tiếng cười khẩy vang lên cháu thực sự tin tưởng vào tên bất tài vô dụng đó à người như hắn có thể làm được gì chứ ngay cả khi chưa đặt khách sạn cháu vẫn dám mặc váy cưới và đến đây mà không sợ bị cười nhạo ư con bé ngốc ta khuyên cháu nên cởi váy cưới ra đừng làm mọi người trong nhà phải xấu hổ vì cháu nghe mọi người nói những điều này khuôn mặt của chu nhược mai đỏ bừng lên cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để trốn ngay vào mà không muốn bị ai tìm thấy nữa cùng lúc đó uy long và thiên thành cùng những người đồng đội khác đang chiến đấu đẫm máu với kẻ thù Bọn chúng ở trong bóng tối, còn anh lại ở ngoài sáng. Lực lượng của chúng cũng quá đông, lại hầu hết là những chiến binh ưu tú, nên tình hình phía Uy Long đang ngày càng trở nên nguy hiểm. Không mất nhiều thời gian để Uy Long, Thiên Thành và tám hộ vệ đốt hết số đạn mà họ mang theo. Đúng lúc sinh tử này, đột nhiên có tiếng phi cơ và vô số máy bay chiến đấu từ đâu gầm lên. Những máy bay này đang liên tục thả bom vào nơi ẩn náu của kẻ địch ở hai bên đường. Chương 30 đánh lại uy long cùng thiên thành và những người khác thở phào khi thấy quân tiếp viện cuối cùng đã đến bù ưm um, bùm bù ưm um. những tiếng nổ liên tục vang lên ở hai bên sườn núi các đặc vụ của địch đang núp mình trong núi đều bị thổi bay ngay sau đó đội đặc nhiệm của căn cứ nam quốc hòa đã lập tức lái xe đến thấy ba chiếc xe jeep bị nổ tung còn cánh tay phải của uy long đang chảy máu họ đoán được rằng anh vừa mới chống trả quyết liệt với kẻ thù uy tướng lực lượng đặc nhiệm nhận được chỉ thị tới đây để bảo vệ anh. đội trưởng đặc biệt chạy đến bên huy long, cúi chào và nói gấp: bọn chúng đang ở trên hai sườn núi này, anh hãy bảo người của mình lập tức nổ súng và giải quyết nhanh gọn chúng đi. huy long nói và tự nhấn tay vào vết thương trên cánh tay phải của mình để cầm máu. vâng, nhận được lệnh từ người đội trưởng, lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức bắn tên lửa điên cuồng vào hai bên trái phải của ngọn núi. tiếng thét tiếp tục vang lên từ trên núi quân địch ở đó đang bị đặc nhiệm giấu mặt tiếp cận và tấn công không mất nhiều thời gian để xe tăng xe bọc thép v v lao tới và bắn pháo vào các sườn núi chỉ một lát sau một lượng lớn xe quân sự chở binh lính cũng đã đến ngay khi những người lính này đến họ nhanh chóng chạy lại và đứng xung quanh uy long thành một vòng vây và cảnh giác nhìn xung quanh sẵn sàng đánh bật mọi thứ dám tiến lại gần anh vũ hải cũng tới vừa kịp lúc thấy cánh tay phải của uy long dính máu vũ hải bất giác đổ mồ hôi trong lòng đầy lo lắng uy tướng anh có sao không vũ hải vội vàng bước tới hỏi không sao chỉ là một vết thương nhỏ tôi không chết được đâu đừng lo uy long nói để uy tướng bị thương tôi thực sự đáng chết vũ hải tự trách mình người của anh đã đến rất kịp thời làm sao anh biết tôi sẽ bị tấn công uy long hỏi ngay sau khi anh rời đi tôi đã nhận được thông báo khẩn từ cấp trên của mình bọn chúng đã biết anh quay trở lại chiến đấu nên đặc biệt phái một đội đặc vụ tới để ám sát anh. Khi biết rằng lực lượng của địch sẽ tấn công anh trên đường trở về, tôi đã lập tức phái một đội quân đến giải cứu nhưng có vẻ vẫn không kịp, cuối cùng vẫn để Uy tướng bị thương. Vũ Hải nói, "Ra vậy, chúng ta không nên nói nhiều nữa, bảo người của anh ngừng ném bom đi, đừng lãng phí đạn pháo." Uy Long lại nói. Lúc ấy, hai sườn núi đã gần như bị san bằng dưới những loạt đạn pháo dữ dội. Quân địch ngã lan ra và chìm vào trong cát bụi mù mịt. Vũ Hải ngay lập tức ra lệnh cho cấp dưới của mình, dừng ném bom ngay lập tức, cử ai đó lên núi để tìm kiếm những kẻ còn lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hai nhóm đặc nhiệm lập tức leo lên men theo sườn núi để tìm kiếm những tên địch còn lại. Còn nữa, mau gọi bác sĩ quân y tới đây xem vết thương cho uy tướng. Vũ Hải nhìn dòng máu đang chảy không ngừng trên tay Uy Long và hét lên. Ngay lập tức một đội quân y xuất hiện họ bắt đầu kiểm tra vết thương của Uy Long và nói, soái tướng, vết thương của anh rất nghiêm trọng đấy. Viên đạn đã bay trúng xương, phải mất một thời gian dài để lấy nó ra, tôi sẽ gây tê cho anh trước, không cần sử dụng thuốc tê, tôi còn phải nhanh chóng đến đám cưới của mình, anh hãy mau giúp tôi lấy ra những viên đạn ra, đừng dườm già mất thời gian. Uy Long nói, viên đạn đã bắn trúng xương, sẽ rất đau đớn nếu không sử dụng thuốc tê. Bác sĩ Y Khoa nói, không sao, tôi có thể chịu đựng được anh cứ nhanh chóng làm việc của mình đi lúc này tâm trí uy long chỉ nghĩ tới đám cưới với chu nhược mai anh không còn tâm trạng để đau đớn nữa nếu gây tê được sử dụng toàn bộ cánh tay của uy long sẽ tê liệt nếu vậy thì dù nhược mai ôm lấy cánh tay của anh trong lễ cưới anh vẫn sẽ không có cảm giác gì uy long không muốn như thế uy tướng tình hình nghiêm trọng thế này anh vẫn muốn tiếp tục đám cưới ư vũ hải ngạc nhiên nói tất nhiên tôi đã hứa với vợ mình hôm nay tôi phải cho cô ấy một bất ngờ tôi không muốn làm cô ấy thất vọng lần nữa nếu tôi đã dám nói điều đó tôi nhất định phải làm bằng được uy long nói nhưng mà tình báo có nói rằng các đặc vụ của địch có hai kế hoạch hành động đây mới chỉ là trận đầu tiên tiếp theo chúng còn định ra tay ngay trong đám cưới của anh bây giờ kế hoạch đầu tiên đã thất bại nên chắc chắn nó sẽ tiếp tục diễn ra trong đám cưới nếu chúng tấn công lúc đó mà uy tướng lại đang trong tình trạng bị thương như thế này, thực sự vô cùng nguy hiểm. Tôi dù sao cũng đã là Long thần chiến, nếu tôi vẫn còn sợ bị ám sát và làm một con rùa rụt đầu, liệu tôi có xứng đáng với cái danh xưng đó nữa hay không? Liệu tôi có còn tư cách dẫn dắt và chỉ huy đại đội trong tương lai không? Lễ cưới này không chỉ là bộ mặt của tôi, mà còn là thể diện của Đại Long, nó cần phải được thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu." Uy Long quả quyết nói. "Cha vũ hải suy nghĩ một lúc rồi nói uy tướng nói rất có lý nhưng cấp trên đã ra lệnh cho lực lượng căn cứ phía nam chúng tôi bảo vệ anh uy tướng cứ việc lo liệu cho cưới còn những vấn đề an ninh này cứ để lại cho chúng tôi tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta phải có một kế hoạch ứng phó khác nếu không tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ sai lầm nào vậy anh có kế hoạch gì trong đám cưới của tôi uy long hỏi lại tôi muốn gửi quân đội của mình tới khách sạn thiên long sẽ có những đội vệ sĩ hạng nặng được bố trí xung quanh để đảm bảo mọi việc an toàn vũ hải nói uy long căng thẳng hành động như vậy có phải hơi phô trương quá không bọn chúng ở trong bóng tối chúng ta lại ở ngoài sáng tôi chỉ muốn cố tình phô diễn sức mạnh để bọn chúng biết khó mà lui tránh những cuộc tấn công vô ích ngừng một lát anh ta lại nói mặc dù uy tướng là long thần chiến cấp độ cao hơn tôi nhưng thượng cấp ở bình dương đã ra lệnh cho tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của anh nếu anh không đồng ý, tôi có quyền buộc anh không được tham gia lễ cưới để tránh gặp rủi ro. Được rồi, được rồi, tùy anh sắp xếp mọi thứ. Uy Long không thể nói gì thêm nữa, anh vốn không muốn lễ cưới này trở nên quá phô trương, xa xỉ, nhưng bây giờ tình hình không thể do anh quyết định nữa rồi. Cảm ơn Huy tướng vì đã chấp nhận hợp tác với kế hoạch của chúng tôi. Ngoài ra, tôi cho là có khả năng bọn chúng sẽ trà trộn vào các khách mời hay nhân viên khách sạn hoặc có thể chúng sẽ giữ cô dâu để đe dọa anh. Vì vậy, tôi muốn các nữ đặc nhiệm của mình có thể mặc trang phục phù dâu và đứng cạnh để bảo vệ vợ anh." Vũ Hải nói tiếp, "Cha, anh suy nghĩ thật chu toàn, có vẻ như thượng cấp đã không tìm nhầm người." Uy Long khen ngợi anh ta, chính anh cũng cảm thấy Vũ Hải nói những điều đó rất hợp lý. Không dám nhận lời khen thưởng của Uy tướng, "Ngoài việc bảo vệ cô dâu, tôi nghĩ các nam đặc vụ có thể cải trang thành phù rể và bảo vệ cá nhân anh." Như vậy tôi mới có thể yên tâm." Vũ Hải lại nói, "Được rồi, dù sao đi nữa, tôi cũng không có phù rể nào, mọi việc còn lại tùy anh quyết định." Uy Long cười nói, "Còn nữa, bây giờ uy tướng cần phải trở lại căn cứ với tôi trước đã." Vũ Hải tiếp tục, "Tại sao? Tôi đang rất vội, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và bây giờ đã rất muộn." Uy Long nói, "Hôm nay là một ngày hạnh phúc của uy tướng với tư cách là một chú rể." nhưng vừa rồi quân địch đã bắn anh khiến máu và bụi bặm bay khắp cơ thể. Cứ thế này thì không ổn chút nào. Vì vậy, uy tướng hãy quay lại căn cứ trước và lấy ra những viên đạn ra. Nhân tiện, đi tắm rửa và mặc đồ thật đẹp, để trông ra dáng một chú rể thực sự. Vũ Hải nói, uy long suýt cũng quên mất điều này. Vũ Hải này thực sự đã xem xét tất cả mọi thứ rất cẩn thận. Anh liền nói, được rồi, nếu vậy anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu vợ tôi tức giận vì tôi tới muộn, tôi sẽ xử lý anh không sao nếu cô ấy nổi giận tôi sẵn sàng bị trừng phạt vũ hải cười nói uy tướng hãy yên tâm tôi sẽ không để anh phải đến muộn khi anh sẵn sàng tôi sẽ lập tức sắp xếp trực thăng đưa anh đến thẳng nhà gái để đón cô dâu tôi cũng sẽ đi cùng được rồi tôi tin anh hãy cứ theo kế hoạch của anh đi uy long có chút thiếu kiên nhẫn vâng vũ hải ngay lập tức đi sắp xếp sau đó anh ta đích thân chọn 20 thành viên đội đặc nhiệm nữ xinh đẹp sẵn sàng làm phù dâu và 20 đặc vụ nam cao giáo khôi ngô để hóa thân thành phù rể. Uy Long nhìn 20 nữ đặc nhiệm và nói, "Khi các cô gặp vợ tôi, hãy nói với cô ấy rằng vì một số lý do chú rể có thể đến trễ, nhưng anh ta nhất định sẽ không vắng mặt." "Vâng," 20 cô gái đồng thanh nói. Đối với họ, Uy tướng là một nhân vật tầm cỡ, là thần tượng trong lòng họ, họ dĩ nhiên không muốn làm phật lòng anh audio điện tử võ tấn bền hết chương 30